Đoàn Phật tử này hỏi câu tiếp theo: Kính bạch thầy, đời chúng con kém phước nên không được xuất gia như các thầy. Chúng con muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Quý quá ha. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe một Phật tử bộc bạch rằng đời chúng con kém phước không được xuất gia như các thầy, và nay muốn cho gì? Muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Đem các cháu lên đây. Đem các cháu lên đây để thầy xem nó có đủ phước để xuất gia không. Phải đủ phước mới xuất gia được. Chứ không đủ phúc để xuất gia, nó vào chùa 5-3 năm nó lại hoàn tục, nó ra về thì còn khổ sở hơn. Lúc đó đời trả ra đời, đạo trả ra đạo thì lại còn gì, còn nhục hơn nữa. Cho nên Phật tử này đem cháu lên đây thầy xem. Thầy thì không phải là gì, là một người biết xem tướng, nhưng mà cũng đủ để có thể biết được cái người đó có thể xuất gia được hay không, và xuất gia có thể chọn đời tu hành được hay không, hay là chỉ được vài năm thì nó ra về. Mà vài năm mà nó tu tốt xong rồi thì nó ra về thì luật Đức Phật gì cũng cho phép, không sao. Nó gieo duyên với Phật vài năm mà nó ra về tốt thì cũng được. Đó. Những trường hợp đấy thì nó phải xem tùy theo. Phật tử này thôi, hôm nào cứ đưa cháu nó lên đây làm công quả, và để xem nó tự thích hay không. Nó mà không thích mà bố mẹ cứ bắt đi xuất gia chẳng được. Không bù cho bây giờ gì, các bạn, một số các bạn sinh viên đi đến dự khóa tu các thứ thích xuất gia lắm. Thấy chư tăng ở trong chùa sống hòa hợp thanh tịnh, mọi người hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc. À. Thế cho nên về rất muốn xuất gia, hở ra với bố mẹ mà cái bố mẹ bảo ta này nhá, tao cấm mày từ giờ trở đi mày không được đến chùa nhá, không được tụng kinh nhá, không được lễ Phật nhá, cấm nói gì tới Phật pháp bên tai tao nhá, và mày phải đi làm. Tới đây con gái thì đi lấy chồng, con trai thì phải đi lấy vợ. Cấm chùa chiên gì nữa. Nhưng mà cho đến nay lại gặp một Phật tử hỏi rằng kém phước không được xuất gia, cho nay muốn cho con xuất gia, hỏi cách làm thế nào cho con xuất gia. Thì cái cách tốt nhất là cho các, trước hết cho các con nó thân cận với gì, với các thầy đã. Tức là cho các con nó đến chùa gần gũi, làm công quả chấp tác. Nếu còn đi học thì vào những ngày nghỉ, những kỳ nghỉ hè chẳng hạn, hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, đưa con nó đến, nó thân cận, và sau này nếu nó có duyên tự nó thích đã mới được. Còn ép nó đi tu thì không được đâu. Ép ăn ép ngủ còn được, mà ép đi tu thì chắc chắn là gì, là sai rồi đấy. Cho nên đừng có ép nó đi tu, rồi nó vào chùa nó không tu, nó phá giới, nó làm loạn trong chùa thì khổ lắm đó. Mấy năm trước cũng có một trường hợp, thầy có một trường hợp, mấy trường hợp cơ. Hai anh em ở trên bãi trại, nó còn bé bé, bố mẹ thì hiểu Phật pháp, cứ thế là ép hai đứa con trai đi tu. Nó nhất định nó không muốn đi, bố mẹ cứ nhất định ép đi. Thế nó xuống đây nó cũng bắt buộc nó phải đi. Bảo bố mẹ ép là gì, chúng mày mà không đi tao ở nhà tao gì không cho mày đi học. Bắt chúng mày gì gánh cái đôi rổ ra gì cho ngoài đường để đi hót cứt trâu, để gì, để mà đi cày ruộng, mà không nhìn nhận chúng mày nữa. Cho nên ép nó như thế thì nói gì, nó bắt buộc nó phải xuống đây. Xuống đây nó đi học lớp, một đứa học lớp 3, một đứa học lớp 5. Các vị biết không, năm trước năm sau một cái là gì, nó phá bến trong chùa, nó bỏ học. Nó gì, nó vẫn ban ngày thì ban sáng ra 6 giờ 7 giờ nó vẫn lên, nó A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con đi học, và con đi học đi. Thế mà thì được khoảng mấy tuần sau cô giáo vào thì đánh cái giấy vào nhà, vào chùa bảo xin thầy chủ trì là cho các cháu đi học. Tại sao đến thầy cho các cháu nó nghỉ đến 2 tuần nay rồi? Mình gỡ người ra bảo nó vẫn xin tôi đi học đều mà, nó vẫn cho nó đi học đều mà. Thế cô bảo không, 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế hóa ra tôi thì tôi mới cho Phật tử, gọi Phật tử sang. Thế Phật tử theo dõi xem hai cái chú này nó đi đâu. Các vị biết không? Sáng ra nó vẫn lên xin tôi là bạch thầy bố thí cho con đi học. Tôi bảo con đi học đi. Thế nó đi ra khỏi một cái, bắt đầu tôi gọi điện cho Phật tử đấy, nó đi khỏi rồi. Phật tử đi theo dõi xem đi làm cái gì mà 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế là thấy nó ra đến cửa trường một cái, bắt đầu gì, nó đứng ở đấy với các bạn một tí, bắt đầu nó quay xe nó đi gì, để quay lại và tạt xuống cái đường thôn Bống, thôn ấy đấy, bắt đầu nó đi sang bên xã Cổ Đông, nó đi sâu lắm. Phật tử đi xa đi theo nó phải đến gì, đến 15 phút mới gì, cứ theo nó mà theo xa xa thôi. Mới thấy nó vào một cái ngõ rất là sâu, vào ngõ sâu thấy nó vào một cái gia đình, vào một cái nhà, cái nhà đó vào tới một cái gì, cứ vào rồi đóng cửa. Phật tử đó đến thấy nó vào đấy một cái, về báo công an, mấy chú công an xã, hai chú công an xã sang thì hóa ra gì, tại sao nó cứ vào đến đóng cửa đấy. Vào đấy về công an nó gõ cửa, nhờ cả công an xã Cổ Đông nó đến gõ cửa là gì, khoảng độ hơn 20 đứa học sinh đang cái tuổi nó, đóng cửa tín mít là mỗi đứa một cái máy là gì, đang chiều chiều bùm bùm ở trong đó làm gì, đánh điện tử.
khổ cái thân thôi. Nuôi tiểu, nuôi tiểu mà tiểu nó còn nhỏ quá, mình thì nhiều công việc chùa chiền nhiều, không thể dạy được hết các chú ấy. Cho nên á, sáng nó lên nó xin là thầy cho con đi học. Học gì học? Học cái gì? Trốn xuống tận dưới xã Cổ Đông, vào tận trong ngõ, mà cái nhà đấy nó cũng tệ cơ. Mục đích của nó là gì? Là lôi kéo trẻ nhỏ học sinh đến để đánh điện tử. Bởi vì đánh điện tử nó vào một cái là nó đóng cửa kín mít, đóng cửa ngoài, đóng cửa trong, phải liên hệ với công an để đến mới gì báo là gì, hai chú tiểu nhỏ của nhà chùa đi vào đó không biết làm cái gì, thì công an họ đến họ mới gì mới bắt mở cửa. Mở ra thì có gì, trên cả 20 em, mỗi em một cái máy, cái chiều chiều bùm bùm trong đó đấy. Cho nên là nếu nó không muốn đi tu, nó không có duyên muốn đi tu á, thì cũng không ép được đấy. Mà ép ăn ép ngủ chứ ai ép được người đi tu là chỗ thế. Cho nên thôi, thì cái này cứ đưa lên để thầy xem như thế nào. Xin thầy giảng về việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối ý nghĩa như thế nào ạ? Việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối, cái này Pháp Sư Định Hoằng là đệ tử Thọ Pháp, không phải là đệ tử Thế Pháp xuất gia nhé, đệ tử Thọ Pháp của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Pháp Sư Định Hoằng sau khi được trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không cho y và một vị hòa thượng ở bên Hồng Kông cho xuất gia làm đệ tử của vị hòa thượng đó, và thọ pháp nơi trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, thì sau một thời gian tu học với Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Pháp Sư Định Hoằng là người gì cực lực truyền bá cái phương pháp gọi là địa tạng chiêm sát sám hối này. Thì cái phương pháp địa tạng chiêm sát sám hối tôi cũng đã xem qua rồi, tức là phương pháp gì, trì tụng và đỉnh lễ danh hiệu của 88 vị Phật cũng như là các vị Bồ Tát ở trong đó. Phương pháp này cũng rất là tốt, cũng rất là tốt. Đây là cũng là chính pháp trong chính pháp của nhà Phật, không, chúng ta không phải nghi ngờ. Nếu quý Phật tử ở đạo tràng nào mà chúng ta hành trì cái phương pháp địa tạng chiêm sát sám nghi này mà chúng ta thấy an lạc, thấy hoan hỷ, thì chúng ta cứ thực hành thôi, không sao. Vì là chính pháp thì đều có thể sử dụng được. Giống như chúng ta thì đi vào nội đô, đi vào trung tâm thành phố Hà Nội, nếu ở từ phía Tây Hà Nội, chúng ta có thể đi theo đường gì, đi theo đường 32 đi xuống để vào thành phố Hà Nội, hoặc có thể chúng ta đi theo đường gì, đường Láng Hòa Lạc vào thành phố Hà Nội, hoặc có thể chúng ta đi xuống một chút, đi theo đường gì, đi theo đường từ Xuân Mai đi ra Chương Mỹ rồi đi ra Ba La Bông Đỏ, và chúng ta đi vào Hà Đông cũng đi vào Hà Nội được. Hoặc chúng ta đi vòng một chút sang bên, sang bên qua cầu Vĩnh Thịnh, chúng ta sang bên Vĩnh Phúc, và chúng ta gì, đi xuống một chút vào mạn Đông Anh Gia Lâm, chúng ta cũng gì, cũng vào Hà Nội được. Ở phía Đông, phía Tây và phía Nam cũng vậy, có rất nhiều để vào gì, vào thủ đô Hà Nội. Cho nên điều quan trọng nhất đối với chúng ta tu tập phương pháp nào mà thấy tâm chúng ta an, trí chúng ta khai mở, chứ là trí tuệ chúng ta khai mở, và tham sân si tập khí xấu ác gốc rễ đó ở trong gì, trong a lại gia thức chúng ta, trong tàng thức chúng ta, dần dần nó được gì, được tiêu trừ, nhường chỗ cho lòng từ bi hỷ xả. Ngu si thì nhường chỗ cho trí tuệ, nóng giận thì nhường chỗ cho từ bi. Đó. Sân giận tức là nóng giận đó. Tham lam thì nhường chỗ cho sự vị tha, đó. Bác ái vân vân, gọi là hỷ xả đó. Đó. Vì vậy mà ở đây cái vấn đề mà tu tập này thì quan điểm của chúng tôi á thì còn hơi khác với Hòa Thượng Tịnh Không một chút. Vì sao mà hơi khác? Chúng tôi vẫn lấy việc gì, niệm Phật cầu sinh tịnh độ là nền tảng, là căn bản, là cái đích đến cuối cùng. Nhưng chúng tôi không chủ trương là gì, nhất bộ kinh, nhất câu Phật hiệu. Vì sao? Vì nếu chúng tôi chủ trương nhất bộ kinh, tức là tụng kinh theo một bộ kinh Vô Lượng Thọ như Hòa Thượng Tịnh Không á giảng á,
Thì ở Việt Nam chúng ta rất khó để thu phục lòng người, rất khó để nhiếp chúng, và đặc biệt là rất khó để có thể chúng ta yên tâm để hành đạo ở trong gì? Trong đất nước Việt Nam này. Vì chúng ta phải hiểu rằng mỗi quốc độ có một cái nền văn hóa, văn minh và những cái lối sống gì khác nhau. Đó. Khác nhau thì đến rất nhiều. Khác nhau đến chúng ta không thể tưởng tượng được. Đó. Nhưng chúng ta biết là Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không mới cũng chỉ có hơn chục năm nay Ngài mới chuyên nhất một bộ kinh. Còn trước đó chúng ta biết thì Ngài cũng giảng và thực hành theo rất nhiều bộ kinh, kể cả kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và nhiều các kinh sách khác nữa. Và ngày trước Ngài giảng kinh Địa Tạng, kể cả bây giờ Ngài nói rằng bất cứ ở nơi đâu Ngài xây dựng đạo tràng, Ngài đều đem bộ kinh Địa Tạng để gì? Để thọ trì đọc tụng và giảng giải một lần. Khi Ngài xây bất cứ một đạo tràng ở nơi nào thì ít nhất Ngài cũng phải gì? Cho thọ trì đọc tụng và giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để gì? Để an ủi thổ địa, long thần ở nơi đó, và để cầu sự gì? Gia hộ của các vị hộ pháp thiện thần, thần kỳ thổ địa chúa đất ở khu vực đó, ủng hộ cho việc gì? Việc hoằng pháp của Ngài ở khu vực đó. Đó. Chúng ta cứ xem lại cái bài giảng đầu tiên Ngài giảng về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta sẽ rõ điều đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng quan điểm của chúng tôi hơi khác với Hòa Thượng một chút, đó là không dùng một bộ kinh, một câu Phật hiệu duy nhất để hành đạo và hoằng pháp ở tại đất nước Việt Nam này, mà chúng tôi có thể dùng khá nhiều phương tiện. Ví dụ như là dùng, hiện tại chúng tôi đang dùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Bồ Tát Thế Chí, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, để dẫn dắt cho gì? Cho hàng Phật tử, cho bà con nhân dân thiện nam tín nữ hành đạo. Và qua 2-3 năm vừa qua, có rất nhiều Phật tử và thiện nam tín nữ cũng như bà con nhân dân, họ thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, họ giải quyết được rất rất nhiều những gì? Những mâu mắc, những khổ đau. Và những cái việc mà ở trên cuộc đời này họ thấy gì? Thấy là bế tắc. Thì khi đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, họ đều vượt qua được tất cả những cái đó. Và họ tin vào Phật. Họ vượt qua được thì họ liền tin vào Phật. Điều quan trọng là gì? Đức Phật nói với chúng sinh chúng ta, điều quan trọng là gì? Chúng sinh tin Phật. Một vị hành giả, một vị xuất gia, anh hoằng pháp nào gì, anh hoằng bộ kinh nào, đối với Đức Phật không quan trọng. Điều quan trọng là gì? Chúng sinh có thể nương vào bộ kinh đó mà hiểu Phật và tin Phật, và họ tu theo gì? Tu theo Phật. Và họ được gì? Được lợi ích do sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Bản thân họ được lợi ích, họ tin Phật. Đó là cái đích cuối cùng của chúng ta. Nay họ hiểu Phật, họ tin Phật và họ tu theo Phật, thì một ngày nào đó nhân duyên lành hội đủ, quả lành gì chín mùi, họ được gì? Được về với Phật. Đó là cái điều quan trọng số 1 đối với hành giả và đối với tăng ni Phật tử tu tập của chúng ta. Vì vậy mà Phật tử hỏi là về việc hành trì Địa Tạng chiêm sát sám hối hay là hành trì Địa Tạng chiêm sát sám nghi, đó, cái đó đều tốt cả. Các Phật tử chúng ta nếu thấy hoan hỷ an lạc, chúng ta đều có thể thực hành. Thế còn đạo tràng chúng tôi bây giờ hiện tại, chúng tôi chỉ đang khuyến khích tăng ni Phật tử tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày ít nhất là được một quyển thượng, hoặc quyển trung hoặc quyển hạ. Còn nếu mà trọn vẹn thì mỗi ngày được cả 3 quyển thượng trung hạ, tức là chọn một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng một ngày để gieo duyên với tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới. Đặc biệt là gì? Tri ân, báo ân, công đức sinh thành của ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, thác rồi thì sẽ sớm được thoát hóa đầu thai về cảnh giới nhân thiên, về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, để được gì? Vĩnh viễn, sớm vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm viên mãn tốc chứng quả vị vô thượng Bồ Đề để rộng độ chúng sinh.
Thì đó là chúng tôi hiện tại đang khuyên các Phật tử và tăng ni ở chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân và chùa Văn Lai, tất cả những ngôi chùa tôi trụ trì bây giờ, tôi phụ trách bây giờ đều thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng cả. Còn tất cả các pháp khác, có rất nhiều các pháp tu khác, chúng tôi chỉ thẹn rằng mình không đủ trí tuệ, không đủ sức khỏe và không đủ công đức để mà gì mà giảng cũng như là thọ trì đọc tụng được hết mà thôi. Vì kinh Phật đã gọi là kinh Phật thì kinh nào cũng quý. Nhưng tùy theo căn bệnh của chúng sinh mà chúng ta gì bốc thuốc. Giống như người thầy thuốc giỏi ấy, thì phải tùy theo căn bệnh chúng sinh mà bốc thuốc. Thì chúng tôi thì chưa phải là một bác sĩ giỏi, nhưng mà cũng có thể là thấy bệnh chúng sinh, biết được thì nghĩ làm sao để bốc cho họ những cái gì, cái thuốc phù hợp nhất để cho họ nhanh khỏi bệnh nhất. Thế cho nên chúng tôi thì khuyên là đạo tràng chúng tôi là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Còn tất cả những pháp khác sau này chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và giảng dạy cũng như truyền bá trong thời gian tới sau. Còn một bạn ấy hỏi: A Di Đà Phật, con luôn bị phân tâm trong tất cả các việc mà con làm. Ngay trong không gian yên tĩnh của nhà chùa, con luôn bị nhiều suy nghĩ chi phối, không thể nhất tâm được. Con muốn xin thầy một lời khuyên làm thế nào để con có thể tĩnh tâm được ạ? Cái này thì bạn phải tập thôi. Bạn biết không, không có một đứa trẻ nào sinh ra mà gì từ loạt lòng mẹ ra mà tự mình bước đi, tự mình cầm thìa cầm đũa để gì, để xúc cơm hay để gì, để ăn cơm. Không thể có đứa trẻ nào mới sinh ra đã tự biết đi rót nước để lấy nước để uống đấy. Tất cả đều phải gì, có sự tập. Và có sự, đứa trẻ mới sinh ra chúng ta tập, cái tập đầu tiên là gì, là tập bú. Tập bú, rồi cái thứ hai là gì, là tập uống nước. Thứ ba là tập gì, tập bò. Rồi mới tập đứng, tập đầu tiên là tập lẫy đó. Tập lẫy xong đến mới tập bò, rồi mới lấy đến lò dò là gì, tập đi đó. Tập đi xong rồi lớn lên thì còn phải gì, tập ăn, tập nói, tập học, vân vân. Rồi tập sống, tập ứng xử. Cho nên tất cả mọi cái đều phải có sự gì? Có sự tập trung, có sự rèn luyện thì mới gì, mới thành tựu được. Và bạn nói rằng á, cái tâm của bạn á, rất là dao động, không yên tĩnh. Mặc dù đến cửa chùa là một nơi gì, bạn nói là mặc dù đến cửa chùa là một nơi gì, một nơi có thể là không gian yên tĩnh rồi, mà cái tâm của bạn này vẫn luôn luôn suy nghĩ và bị chi phối rất nhiều, không thể lắng tâm được. Thì cái này thì bạn xin là nên cho lời khuyên. Thì cái việc lời khuyên của thầy, cái việc đầu tiên bạn nên tập niệm Phật, tập thở. Thế nào là tập niệm Phật và tập thở? Tức là bạn hãy chú trọng hơi thở của bạn, hít vào thở ra nhẹ nhàng, bạn gì, bạn đếm 1, hít vào thở ra nhẹ nhàng bạn đếm 2, hít vào thở ra nhẹ nhàng bạn đếm 3, dần dần như vậy cho đến 10. Nếu mà quên lúc nào thì bạn gì, bạn bỏ đi, bạn lại đếm lại từ 1. Đây là cái phương pháp gọi là chế tâm nhất xứ, vạn sự bất biện ở trong gì, trong nhà Phật. Tức là trụ tâm vào một chỗ, vạn sự đều không có gì, không có để ý tới. Cho dù sét đánh bên tai, chúng ta cũng gì, không để ý tới. Nhưng mà tập được đến giai đoạn đó thì tất nhiên là phải gì, phải có công phu, phải có thời gian rèn luyện, khổ luyện thì mới gì, mới đạt được cảnh ở giới đó. Nhưng mà bước đầu thì bạn cứ gì, cứ tập là ngồi cho thật ngay thẳng. Nhưng vì ngồi ghế như thế này được, để ngồi ngay thẳng như thế này được. Và bạn gì, hơi khép mắt lại một chút, bạn gì, thở. Đầu tiên bạn có thể hít vào thở ra khoảng 3 đến 5 hơi thật sâu. Hít vào thật sâu, cảm giác thấy cái hơi thở nó đi để qua hai lỗ mũi, lên trên, trán đi xeo xuống gáy và trụ ở nơi đan điền. Tức là ở dưới rốn, ban dưới rốn mình khoảng 3 đốt ngón tay nằm như thế này. Đó là nơi đan điền, trụ hơi ở đó. Và khi thở ra bạn có nhẹ nhẹ như vậy. Đó. Hít như thế này. Thở ra nhẹ nhẹ nhé. Khi thở ra thì hít vào thì bạn khép môi, hít vào bằng mũi, thở ra thì nhẹ nhẹ, hơi hơi nhích cái hai cái môi ra và thở ra bằng gì, bằng môi, cái hơi thở qua
hai kẽ chân răng trên và dưới và ra bằng môi nhẹ như thế này. Đó, như vậy là hít vào và thở ra. Và bạn thì hít vào thở ra, đếm 1, hít vào thở ra, đếm 2, khoảng độ 3 hoặc 5 hơi sâu như vậy. Bắt đầu bạn thở bình thường, thở rất bình thường. Hơi bạn ngắn thì bạn thở ngắn, hơi bạn dài thì bạn thở dài, đừng có cố. Nếu bạn cố quá thì có thể thấy nhau đói, đau nhói ở nơi lồng ngực, tức là nơi tim của mình này. Tức là mình cố quá nó sẽ đau nhói nơi tim mình này. Khi đó mình phải dùng tâm để buông thư xuống, tức là thở cho nhẹ nhàng. Đừng có cố hít sâu quá, cũng đừng có cố gì, hít nhanh, hít nhẹ, hít nhanh quá. Cứ để cho nó tự nhiên. Đó. Mà thân thì ngồi thẳng lưng lên một chút, kể cả ngồi dưới ghế cũng thẳng lưng lên như vậy. Đó. Thì như vậy thở. Đấy là một phương pháp gì? Quán niệm hơi thở để buộc cái tâm viên ý mã của mình lại. Tâm viên ý mã cho Đức Phật nó là tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Tâm của bạn bây giờ giống như con khỉ, truyền thích chạy nhảy lung tung từ cảnh này sang cảnh khác. Thế nay phải dùng cái dây để buộc nó lại. Nó chạy thì chạy mệt nhoài rồi thì dần dần nó gì? Nó thấy à, hóa ra mình cái chạy nhảy hoài như vậy chỉ có mệt, cuối cùng chẳng làm được cái gì cả. Thôi chẳng chịu, chẳng bằng gì thì ngoan ngồi lại một chỗ cho đỡ mệt. Đó. Người ta dạy khỉ, dạy con khỉ biết làm xiếc. Dạy con khỉ gì? Đang thích chạy nhảy lung tung ở trên gì? Ở trên rừng, ở trên núi. Người ta bắt được nó, người ta về, người ta gì? Dạy cách như vậy. Đầu tiên là gì? Buộc nó, lấy cái dây buộc nó vào một cái gốc cây hay một cái cột gì, vân vân một chỗ nào đó. Cho nó chỉ chạy nhảy chán đi. Chạy dày mệt rồi mà cái thì bắt đầu thì không thể nhảy được nữa. Mới đem thức ăn cho nó. Cứ dần dần như vậy. Lúc đầu thì nó gì? Đem thức ăn nó còn sợ nó lại nhảy tiếp. Nhưng mà vì đói quá lại sang ăn. Lần sau cứ dần dần quen quen rồi á. Từ cái chỗ gì? À hóa ra người ta mang thức ăn cho mình chứ không phải người ta gì muốn giết mình. Cho nên á. Dần dần á, cái người dạy thú nó sẽ gì? Sẽ tùy theo phương tiện mà dạy con khỉ đó. Từ một cái con khỉ hoang, không biết nghe lời, suốt ngày chạy nhảy không mấy giờ nó ở yên một chỗ. Nhưng nay thì nó có thể làm xiếc gì? Theo gì? Theo sự điều hành của ông chủ nó. Đấy thì chúng ta điều tâm, Phật dạy chúng ta điều tâm mình. Phật dạy chúng ta quán tâm mình và làm chủ tâm mình cũng tương tự như vậy. Bắt đầu là từ hơi thở. Tức là gì? Giống như khi một cái người lấy cái dây để buộc con khỉ lại. Và đến giai đoạn thứ hai, bạn có thể kết hợp giữa hơi thở và niệm gì? Niệm Phật. Hoặc là niệm danh hiệu Bồ Tát, tùy theo bạn thích. Nhưng mà thường á, thì mình niệm Phật thì sẽ thuần hơn. Ví dụ như hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, hít vào thở ra niệm A, hít vào thở ra niệm Di, hít vào thở ra niệm Đà, hít vào thở ra niệm Phật. Như vậy là vừa có công đức niệm Phật, vừa có công đức gì? Có công đức là trụ tâm ở trong gì? An định ở trong gì? Trong câu Phật hiệu. Đây là một phương pháp khiến cho gì? Mình trụ được tâm ở trong chính mình, khiến cho dần dần á, tâm của bạn không bị lăng xăng chạy nhảy hết chỗ này sang chỗ khác nữa. Mà khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ được hạnh phúc hơn, bình thản hơn, bình an hơn. Và trí tuệ của bạn cũng sẽ gì? Sẽ thấy phát triển hơn. Vì Đức Phật nói gì? Tâm định thì trí tuệ sẽ gì? Sẽ sinh ra. Vạn pháp đều do tâm. Vì sao chúng ta học mãi mà nó chẳng vào? Vì tâm loạn vậy. Nay tâm định, bạn có thể gì? Trước đây bạn học một cái bài đề thi, có thể là mất 3 tiếng đồng hồ mới thuộc. Do sao? Do tâm không an định. Nhưng nay tâm bạn an định chỉ cần 10-15 phút bạn thuộc một đề thi của bạn. Đấy là cái kết quả. Cái lợi ích của việc gì? An tâm. Lợi ích của việc gì? Định tâm. Đem lại, cống hiến cho gì? Cho chúng sinh ở trên nhân gian này vậy. Vì vậy mà Phật Pháp mới trường tồn trên 2.500 năm nay. Người đời vẫn tin. Người đời vẫn gì? Vẫn sử dụng. Và chắc chắn rằng lời dạy của Đức Phật không bao giờ lỗi thời, cho dù khoa học có phát triển đến đâu. Vì Phật Pháp là thầy của tất cả các môn khoa học vậy. Bạch Thầy, A Di Đà Phật, con chào Thầy. Thưa Thầy, con muốn hỏi rằng là mình đi xem bói có thể tin 100% không ạ? Bởi vì con thấy một số điều rất là khó có khả năng xảy ra.
Về nhiều thứ, thầy bói nói, con nghĩ là con sẽ không làm như vậy trong tương lai ạ. Con xin cảm ơn thầy. Ở đây các bạn, chúng ta biết rằng cái việc đi xem bói thì vốn ở trong đạo Phật là Đức Phật không chấp nhận cái việc đồng bóng bói toán. Trong đạo Phật của chúng ta thì Đức Phật cho việc đó là việc gì? Ngoại đạo, gọi là tà đạo, đi theo tà đạo, theo tà đạo. Cho nên cái việc mà bói toán ở đây, Đức Phật nói vì sao gọi nó là tà đạo? Vì Đức Phật trong kinh cũng như các tổ giải thích trong luận đấy là các linh quỷ. Các linh quỷ, nếu mà một ông thầy bói mà nói chuẩn, càng chuẩn bao nhiêu thì cái linh quỷ đó, tức là cái vị quỷ thần mượn cái xác của cái cô đồng hoặc là thầy đồng đó, thì lại càng gì, càng lớn. Cho nên nếu mà chúng ta mà đi theo thì chúng ta biết rằng Đức Khổng Tử trong khi ngài còn tại thế, ngài nói là kính quỷ thần nhi viễn chi. Ngài dạy là đối với ngài, quỷ thần ngài vẫn cung kính, vẫn tôn trọng, nhưng mà gì, phải xa rời họ. Ngài cũng dạy các đệ tử của ngài là gì? Kính trọng quỷ thần nhưng phải xa rời họ, đừng có ở gần họ, vì gần họ có khi cái họa sát thân lúc nào không biết. Cho nên ngài mới dạy các đệ tử của mình là kính quỷ thần nhi viễn chi. Vì vậy ở trường hợp này, một bạn sinh viên hỏi rằng đi xem bói có thể tin được 100% không, thì tôi xin trả lời rằng là không thể. Không thể, chúng ta không thể tin ma quỷ nói 100% được. Chắc chắn là không thể tin ma quỷ nói 100% được. Vì chúng ta biết rằng ở trong cái thế giới vô hình, các loài quỷ thần họ còn chẳng làm chủ được bản thân của họ, thì làm sao mà lời họ nói ra chúng ta có thể tin theo 100% mà được lợi ích, được an lạc được. Vậy thì chúng ta có thể tin ai 100% ở trên đời này? Tin Đức Phật. Vì sao lại tin Đức Phật? Vì sao lại tin Đức Phật 100%? Vì sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài có 6 loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, thúc mệnh thông, và đặc biệt là lậu tận thông. Mà lậu tận thông chỉ có Phật với Phật mới chứng được. Hàng Bồ Tát, Bổ Sứ như Quán Âm, Thế Chí, Di Lặc, Phổ Hiền, Văn Thù, vân vân cũng chưa chứng viên mãn được. Có chứng nhưng mà chưa viên mãn. Cho nên đối với tất cả những lời Phật mà nói ra được các đệ tử là ghi lại ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận của Phật giáo, chúng ta đều có thể tin tưởng một cách tuyệt đối. Vì lời dạy đó là lời dạy của bậc đấy, đã đi trên con đường giác ngộ, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Cho nên những lời dạy của các ngài là những lời dạy thực tiễn, đã kinh qua sự tu hành, trải qua gì? Trải qua hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp của các ngài. Vì tất cả chúng sinh hành Bồ Tát đạo, vì tất cả chúng sinh mà tu hành, nay thành Phật rồi thì lời dạy của ngài là cũng vì tất cả chúng sinh mà muốn độ thoát, hướng cho chúng sinh đến con đường giải thoát giác ngộ, chứ không có muốn cho chúng sinh đi vào con đường gì, con đường mê mờ trầm luân sinh tử luân hồi khổ đau cả. Nhưng còn các bà đồng bà cốt thì thường thường chúng ta đi xem bói, các cụ ngày xưa nói đi bói ra ma, quét nhà ra rác. Đã đi bói là có vấn đề. Ai đi bói thì bà đồng bà cốt cũng nói là có ma có quỷ. Rồi người thì bảo là phải trình đồng mở phủ, người thì bảo rằng là phải làm một cái lễ tiễn căn cầu an, người thì bảo rằng phải làm cái lễ trả nợ tào quan, người thì bảo cái lễ là gì, phải trả nợ âm tiền duyên, di căn hoán số, hoặc là vân vân. Có rất nhiều những cái cách để cho gì, cho người ta bảo mình phải làm lễ, phải thế này thế khác. Nhưng mà mỗi khi làm lễ như vậy thì tất cả các thầy đồng bóng đều bảo chúng ta phải sát sinh hại vật, tức là giết gà
mua thịt để cúng bái quỷ thần thì mới được quỷ thần bảo hộ cho gia đình và bản thân của chúng ta thì mới được an lạc. Nhưng đối với Đức Phật nói là khi mà cúng bái quỷ thần bằng xương máu của chúng sinh như vậy, tức là phải sát sinh hại vật như vậy để lấy cái đồ đó để cúng bái quỷ thần đó, thì chúng ta sẽ bị tổn phúc. Kinh Địa Tạng nói là Kinh Địa Tạng nói rõ rồi, người mà gì sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần thì không có một chút phúc nào, lại còn ngược lại là còn gì, còn rước họa vào thân đó. Cho nên đối với Phật tử này, bạn sinh viên này hỏi là lời xem bói, đi xem bói, cái lời xem bói có nên tin 100% không? Thầy khẳng định với bạn này là không nên tin 100%, mà hãy tin vào chính mình 100% thì sẽ tốt hơn. Mà mình cảm thấy mình chưa đủ trí tuệ, chưa đủ đạo hạnh để tin vào mình 100% thì hãy tin Đức Phật 100%. Vì trên đời này chỉ có Đức Phật mới là đấng gì toàn năng, toàn giác, toàn trí, toàn tài. Ngài mới là bậc minh sư, giác ngộ, dẫn dắt cho chúng ta trên bước đường học Phật, trên bước đường cầu đạo giải thoát, trên bước đường tu nhân tích đức, trên bước đường làm chủ chính bản thân mình. Thì có lời chia sẻ về câu hỏi của một... Chuyển sang một câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ tư. Có một Phật tử hỏi là: A-di-đà Phật, kính bạch Thầy cho con hỏi, con đã tụng kinh Địa Tạng được hơn một năm, và mỗi tháng con tham dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng trên chùa được một hoặc hai lần vì con phải đi làm ạ. Hàng ngày con vẫn hay nghe các bài giảng của Thầy. Thầy ơi, sau khi đọc kinh tâm con vẫn còn nhiều vọng tưởng, có khi còn khởi lên ý không tin vào lời kinh. Những lúc đó con thường sám hối ngay, nhưng sao mãi không hết. Bây giờ con phải làm gì ạ? Kính bạch Thầy chỉ giáo cho con thành tâm cảm ơn Thầy ạ. Phật tử hỏi rằng là đã tụng kinh Địa Tạng hơn một năm rồi, hàng tháng, mỗi tháng vẫn hay lên chùa dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng một hoặc hai lần vì còn đang phải đi công tác, hàng ngày là hay nghe lời Thầy giảng nữa, nhưng mà sao, tại sao Phật tử thắc mắc là tại sao khi đọc kinh hay khởi lên vọng tưởng, có khi lại còn khởi lên ý nghĩ là không tin vào kinh. Vì sao vọng tưởng? Vì tâm còn tham cầu nhiều quá cho nên vọng tưởng. Có gì đâu, buông xuống một chút, bớt đi một tí. Cái tâm tham cầu các pháp của thế gian, tài sắc danh thực thùy á, thì tâm vọng tưởng đó sẽ dần dần không cánh mà bay thôi. Tại còn bon chen quá, lúc nào cũng bon chen. Cái tâm chúng sinh ấy, ở trong chúng ta nó quá mạnh, mà cái tâm học Phật đó thì quá yếu. Mặc dù đã học Phật, gặp Phật rồi, học Phật rồi, nghe pháp rồi, nhưng mà cái tâm gì, tâm Phật, tâm học Phật chúng ta quá yếu, mà tâm chúng sinh của chúng ta thì quá mạnh. Thế nào là tâm chúng sinh? Tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ, quá quá lẫy lừng, đó gọi là tâm gì? Tâm chúng sinh. Từ bi hỷ xả, đó là tâm gì? Tâm của Phật. Đó là tâm gì? Tâm của người học Phật phải hướng tới. Nhưng mà mình chưa làm được điều đó, cho nên vọng tưởng còn nhiều. Vì sao mà khi tụng kinh còn khởi lên cái ý nghĩ là gì? Không tin vào kinh. Vì có thể là gì? Do nghe quá, nghe pháp quá nhiều, đọc sách Phật quá nhiều. Khi mà mình chưa, chưa thể nào mà gọi là, như con nói, như ở ngoài đời gọi là chưa thể tiêu hóa được hết những cái gì, những thức ăn của mình. Nay nghe thầy này giảng, mai đọc sách kia, cho nên á, cái tâm nghi ngờ, nghi pháp á, nó hay sinh ra. Vì chúng ta biết là trong Phật pháp có đến 84.000 pháp môn tu. Phật có gì? Có vô lượng phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Nay chúng ta cũng có thể nghe rất nhiều các vị sư giảng, nhưng mà chúng ta nghe chúng ta phải gì? Phải tiêu được. Giống như người ăn cơm vào thì phải gì? Phải tiêu được, nếu không tiêu được thì sẽ gì? Ứ bụng và nổ bụng và chết thôi, sinh bệnh mà chết thôi. Chứ không phải là cứ ăn nhiều là tốt đâu. Ăn nhiều quá khi bội thực cũng chết.
công đức phúc báo của chúng ta còn mỏng manh á, chưa tiêu được Phật pháp á. Nay nghe thầy này giảng, mai nghe thầy kia giảng, hoặc nay đọc sách này, mai đọc sách kia, thì khiến cho tâm chúng ta đã vọng rồi lại còn càng thêm động nữa. Vọng là sao? Vọng tức là nay nó ở chỗ này, mai nó ở chỗ khác, thậm chí mới phút này nó ở chỗ này, phút kia nó ở chỗ khác, đó gọi là vọng, hay còn gọi là động. Giống như con khỉ truyền hết cành này sang cành khác, trong kinh Phật gọi là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa đó. Cho nên cái trường hợp này, nếu Phật tử này mà nghe nhiều thầy giảng quá, mình chưa đủ công đức phúc báo, chưa đủ trí tuệ để thẩm thấu hết những lời giảng của các quý thầy, thì tốt nhất là gì? Chỉ nên nghe một thầy giảng. Theo quan điểm của Pháp Sư Tịnh Không là gì? Chỉ nên nghe một thầy giảng. Nghe bao giờ mình hiểu, mình có niềm tin vững vàng ở trong gì? Trong Phật Pháp đã. Thì khi đó mình mới nghe các thầy khác giảng. Khi chúng ta có niềm tin vững vàng trong Phật Pháp, mình sinh trí tuệ rồi á, sinh công đức rồi á, thì nghe vô lượng các vị Pháp Sư giảng, chúng ta cũng không có một chút chướng ngại. Như tôi bây giờ các vị bảo thì, bảo tất cả các vị Pháp Sư ở thế gian này giảng, tôi đều có thể tiếp thu được hết. Và tôi không có nghi ngờ bất cứ một thầy nào. Thầy nào giảng hay tôi cũng hoan hỷ, mà giảng không hay tôi gì, tôi vẫn nghe được, và thậm chí là vẫn sinh tâm hoan hỷ như thường được. Còn ngày xưa tôi cũng như các quý vị vậy, khi mới học đạo mới vào chùa, nghe thầy nào giảng mà không hay tôi liền chê ngay. Thậm chí tôi cãi lại thầy ngay trên bục giảng. Thầy đứng trên bục giảng, tôi đứng ở dưới, tôi cãi tay đôi với thầy ngay. Đó là khi tôi còn là học sinh, mới vào cửa Phật, đang học trên ghế nhà trường, manh động như thế. Vì cái gì? Vì cũng chưa thấu được pháp vậy. Nhưng bây giờ thì qua một thời gian rèn tâm dũa tính, lấy chính pháp của Đức Phật đó để nuôi lớn căn lành của mình đó, thì nó dần dần thấy nó tương ưng gần với gì? Với người học đạo mà Phật tổ dạy hơn. Cho nên đó, bây giờ có thể gì? Nghe tất cả các vị Pháp Sư trên thế giới này gì? Giảng đạo Phật, hoặc là giảng bất cứ về mà tôn giáo nào, tôi vẫn đều có thể ngồi để yên lặng để lắng nghe họ nói được, không có nghi ngờ, không có phân biệt. Có nghĩa là chúng ta không khởi tâm là gì, ghét những người giảng dở, mà không khởi tâm là gì, yêu thích những người gì giảng hay. Người ta giảng hay, người ta giảng dở, mình đều có thể dùng cái tâm bình đẳng để mà nghe họ. Chúng ta nghe để chắt lọc, và cái gì học được thì chúng ta học, còn không học được thì chúng ta cứ cho nó trôi qua đi như là gì, như nước đổ lá khoai ấy. Những nhạn bay qua gì, qua bầu trời ấy. Như thế, học Phật phải như thế thì chúng ta mới gì, mới không khởi cái tâm nghi ngờ vào gì, vào lời dạy của Đức Phật. Nếu không chưa được như vậy mà chúng ta nghe hết thầy này giảng đến thầy kia giảng, ví dụ vừa qua có các cháu nó đem cái đĩa lên nó hỏi tôi, có Phật tử đem cái đĩa lên hỏi tôi, bảo bạch thầy, Thượng tọa Thích Nhật Từ có giảng một cái đĩa nói rằng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, và nói chung là tất cả các bộ kinh Đại thừa Phật giáo đều không phải là do lời Phật nói, mà đều do gì, các tổ sư của Trung Quốc nói, và không đáng tin, và khuyến cáo mọi người bây giờ phải nên gì, nên quay về chính pháp của Phật, đó là nên tin vào các bộ kinh gì, các bộ kinh nguyên thủy Phật giáo. Chứ còn các bộ kinh Đại thừa Phật giáo toàn là những lời do các tổ sư của Ấn Độ và tổ sư của Trung Quốc tự bịa ra. Mà thậm chí là có Phật tử còn đem gì, mấy cái bài giảng của Hòa thượng Thích Thông Lạc đến nói với tôi rằng là đấy, Hòa thượng nói cũng nói là gì, tất cả các kinh điển của Phật giáo Đại thừa đều là ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Ma giả Phật. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, 500 năm sau mới có kinh điển Đại Thừa. Vậy đồng nghĩa là gì? Tất cả kinh điển Đại Thừa đều là kinh gì? Do ma nói. Ma dựa vào gì? Các vị sư giả, giả là đệ tử của Phật để nói, chứ không phải là gì, là Phật nói. Đó. Và ông ấy chốt lại là, ông vị Hòa Thượng đó là chốt lại là gì? Tất cả các kinh điển Đại Thừa đều là gì? Do ma nói. Những người tu theo Phật giáo Đại Thừa đều là gì? Con của Đại, con của Đại Ác Ma. Và các Phật tử hỏi tôi, theo thầy thì Hòa thượng Thích Thông Lạc nói như vậy có đúng không? Tôi cười, tôi bảo đúng hay không thì tôi không dám nói là đúng hay không đúng. Nhưng Phật tử cứ xem đi.
xem cái quyển sách của thầy Thông Lạc, thầy viết ra. Thầy bảo tất cả những người tu theo Đại Thừa đều là gì? Đều là ma. Vậy giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập gì? Là do các hệ phái Phật giáo, do mấy chục bộ hệ phái Phật giáo, các sơn môn và các tổ đình ngày xưa, gọi là các hệ phái. Thì có hệ phái thì nói chung thì nói lớn thì chỉ có hai thôi, đó là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa. Nói chung thì các cụ chia như thế, nhưng thực tế nói đúng là Phật giáo gì? Phật giáo Nguyên Thủy. À, hay nói đúng hơn là phải Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. À, Phật giáo Nam Tông là khi Đức Phật nhập Niết Bàn sau một thời gian đó, thì Phật giáo Ấn Độ chia thành hai nhánh. Đó là một là đi về hướng Bắc của Ấn, Bắc Ấn Độ thì gọi là Phật giáo Bắc Tông. Còn một hướng đi về phía Nam của Ấn. Phía Nam của Ấn thì là những nước gì? Như Sri Lanka, sau này là Thái Lan, Lào, Campuchia. À, Phật giáo đi các nước đó gọi là Phật giáo đi Nam Ấn, gọi là Nam Truyền Phật Giáo, hay còn gọi là Nam Tông Phật Giáo, hay rồi sau này họ còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa. Vì Phật giáo đi về các nước đó xuống Nam Ấn đó sẽ chỉ y vào các bộ kinh, năm bộ kinh Nikaya mà thôi. Cho nên đấy gọi là Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa. Còn Phật giáo đi về Bắc Ấn thì sau này sẽ truyền sang gì? Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, rồi Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, vân vân. Đó, sau này thì nó sẽ truyền càng rộng ra như thế. Thế đấy gọi là Phật giáo gì? Phật giáo Đại Chúng Bộ. Bên kia Nam Ấn thì gọi là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, còn bên này là Phật giáo Đại Chúng Bộ, hay còn gọi là Phật giáo gì? Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo gì? Đại Thừa. Đó. Thì bây giờ Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam chiếm đến trên 70% là gì? Là Phật giáo Đại Thừa. Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại bây giờ chiếm đến trên 70% là Phật giáo Đại Thừa. Cho dù Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông hay Khất Sĩ hay Nguyên Thủy Phật giáo Việt Nam đều chung vào một ngôi nhà chung, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và thầy Thông Lạc, thầy trong thời gian khi thầy còn sống, thầy mất rồi, thầy mất năm 2013, 12, 13, 13 rồi. Và thầy ấy cực lực lên án chỉ trích, nói rằng Phật tu, người tu theo Phật giáo Đại Thừa là gì? Là ma đầu, là con của ma, là những đại ma đầu. Vậy bây giờ thầy hỏi, vậy những cái quyển sách của thầy viết ra, thầy lại lấy cái tiêu đề là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tu viện chân không, trưởng lão Thích Thông Lạc. Ông bảo người ta là ma đầu thì tại làm sao ông còn lấy cái tiêu đề ở ghi ở trong kinh sách, kinh luận của ông là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy là cái gì? Cái giờ thứ nhất. Cái giờ thứ hai, ông ấy chê là những người tu theo Bắc Tông đều là ma đầu. Vậy cái y ông mặc ở trên thân cũng là y gì? Cũng là y của Phật giáo gì? Phật giáo Bắc Tông. Ấy, các vị cứ để ý đi. Cái áo của ông mặc hàng ngày là cái áo nâu đó, cũng là cái áo gì? Áo của Phật giáo gì? Bắc Tông. Ông ấy chê người ta là đại ma đầu. Vậy gì? Y ông mặc ở trên thân cũng là gì? Đang mặc y của đại ma đầu đó. Cái áo ông mặc hàng ngày cũng là gì? Cách áo của ông mặc của gì? Của đại ma đầu đó. Rồi thậm chí là gì? Cái tiêu đề của quyển kinh, quyển luận ông ấy viết ra gì? Cũng là lấy tiêu đề của gì? Của nhóm đại ma đầu đó. Tôi chỉ mới lấy một cái hai cái ví dụ nhỏ như vậy. Phật tử chúng ta có trí tuệ, chúng ta tự suy luận, tự hiểu thôi. Còn nếu chúng ta không có trí tuệ á, chúng ta cứ chấp thủ vào á, phải là gì? Tu theo năm bộ kinh Nguyên Thủy Phật giáo mới là chính Phật giáo. Còn ở ngoài ra đều là tà đạo hết, đều là giả danh Phật giáo hết á, như lời của Thượng Tọa Thích Nhật Từ và lời của trưởng lão, cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thông Lạc nói, và một số các vị pháp sư, các vị thiền sư theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông nói á, thì tôi cũng bó tay. Phật cũng bó tay, chứ đừng nói là tôi bó tay, không thể giải thích được cho các quý vị. Mà cũng không thể nào mà có tài gì mà khiến cho các quý vị nghe chúng tôi nói được đâu. Cho nên á, ở đây gọi là chấp pháp. Chấp pháp thì khó bỏ lắm. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là thà chấp gì? Chấp có như núi Tu Di. Để mà tu á, thì vị này còn có lợi lạc. Còn hơn là vị gì? Vị này chấp pháp không thể bỏ được ở trong lòng. Đó.
mà vị chấp pháp thì không thể độ được họ, không thể độ được họ. Cho nên ở cái này, ở Phật tử này, chúng tôi nói là Phật tử này, vì khi tụng kinh ấy, trong lòng còn ấy khởi lên gì, cái tâm là gì, không tin vào lời kinh dạy, có nguyên do của nó, có nguyên do của nó. Vì là chúng ta gì, chúng ta nghe một vài người ở đâu đó nói rằng kinh Đại Thừa là không phải Phật nói, cho nên chúng ta gì, chúng ta mới không tin vào nó. Còn chúng ta khởi niềm tin đó, thì xin thưa các quý vị, chúng ta thì chả cần đọc kinh, chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu một vu vơ của không phải một vị Bồ Tát nào đó nhất định, nhưng chúng ta cả ngày chúng ta cứ niệm, có thể thì tâm chúng ta thì không tán loạn, do không tán loạn cho nên thì được chính định sinh thì đương nhiên được giác ngộ. Mà giác ngộ ở đó thì trong kinh Phật gọi là gì, gọi là duyên giác. Những người giác ngộ như thế gọi là duyên giác. Cho nên trong kinh Đức Phật nói có những người mà sinh vào những thời không có Phật tại thế, những vị đó chán cái cảnh xô bồ tham cầu danh lợi ở thế gian, vị đó lên gì, ẩn cư trên núi, nhìn dòng nước chảy ngộ được cái gì, cái lý vô thường, thì vị đó thì chứng được quả gọi là quả gì, quả duyên giác. Xong rồi ở một mình cho đến cũng chẳng muốn độ ai, vì nghĩ rằng chúng sinh ở thế gian đã tham sân si khó độ lắm, cho nên vị đó ẩn cư trên núi và nhập niết bàn, ở một mình như vậy tự tu tự giải thoát và tự nhập niết bàn. Cho nên đó, họ còn gọi những vị đó là gì, trong kinh Phật gọi những vị đó là chứng quả vị độc giác đó, những quả vị độc giác, do nhìn gì nước chảy lá rụng mà ngộ được gì, ngộ được tâm, ngộ được đạo, và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho thế gian, tự nhập niết bàn. Những vị đó gọi là những vị độc giác, tức là thích ở một mình sau khi giác ngộ, và cũng nhập niết bàn một mình sau khi giác ngộ đó. Cho nên ở đây Phật tử này nói thì mỗi khi khởi cái tâm là vọng tưởng và không tin vào lời kinh như vậy, liền là sám hối ngay, nhưng sao mãi không hết. Sám hối ở đây là sám thế nào, vì sao mãi không hết? Vì sám là phải sám thực, sám ở trong gì, trong tâm mình này thì nó mới hết. Còn sám mà cứ khơi khơi ở bên ngoài thì làm sao mà hết được. Sám xong hôm sau lại thì đã gọi là sám. Ví dụ nguyên nhân nó từ đâu mà chúng ta không tin lời Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng chúng ta đang tụng này? Vì có thể là trước đây chúng ta nghe gì, nghe thêm một bài pháp của một thầy nào nó nói là kinh gì, tất cả kinh Đại Thừa, trong đó kinh Địa Tạng không phải do Phật nói, do ma nói. Nay nhưng vì nhân duyên nào đó các vị lên đây gặp chúng tôi, nghe được kinh Địa Tạng, gặp được đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh và đông người tin theo, đông người thọ trì, đông người đọc tụng, và đông nhiều người được gì, được lợi ích ở trong đó rồi, cho nên Phật tử cũng về tu theo. Nhưng mà gì, niềm tin chưa vững, cho nên là còn khởi cái tâm vào một lúc nào đó. Thì đã như thế rồi thì thôi, từ giờ trở đi không nghe những cái bài giảng của các vị thầy khác nữa trong một thời gian. Tôi không phải là suốt đời, mà tôi nói trong một thời gian, khi tâm chúng ta chưa an định thì không nghe một ai giảng nữa. Chỉ nghe chúng tôi giảng về kinh Địa Tạng thôi 3 năm. Chỉ nghe chúng tôi giảng kinh Địa Tạng 3 năm, nghe đi nghe lại 3 năm. Và tụng bộ kinh này, tụng đi tụng lại 3 năm. Mỗi ngày được một bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ thì càng tốt. Không thì được gì, được quyển thượng hoặc quyển trung thôi cũng được. Nhưng mà 3 năm hành chỉ chuyên như vậy, không học một bộ kinh nào khác, không nghe một thầy nào khác giảng, và không tụng một bộ kinh nào khác, cứ bộ kinh nào này như vậy phát nguyện tụng 3 năm. Tôi đảm bảo rằng mọi cái nỗi nghi của Phật tử này chắc chắn sẽ hết. Không còn một chút nghi ngờ nào vào bộ kinh này nữa. Và kể cả vọng tưởng của vị này trong khi tụng kinh gì cũng dần tiêu, thậm chí là cũng hết sạch. Nếu như 3 năm chân chính học Phật, chân chính nghe giảng kinh Địa Tạng và chân chính đọc kinh Địa Tạng, thì 3 năm vọng tưởng cũng dần dần hết. Và đặc biệt là gì, niềm tin vào bộ kinh Địa Tạng này nói riêng và các kinh điển Đại Thừa sẽ gì, sẽ vững chắc như là núi Tu Di vậy, sẽ vững chắc như là một chiếc chuông lớn gì úp xuống dưới đất vậy, rất khó để có thể một người, vài người có thể lật lên bằng tay không được vậy đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng á, phải làm như thế nào để cho gì, cho khi tụng kinh không bị vọng tưởng và không khởi cái niềm nghi hối vào kinh khi đọc tụng kinh nữa. Tôi nói rằng tôi đưa ra, chốt lại đưa một cái lời khuyên cho Phật tử này,
3 năm chỉ nghe chúng tôi giảng về kinh Địa Tạng, không nghe một ai khác giảng về kinh gì cả, không nghe bất cứ một bài kinh nào khác ngoài kinh Địa Tạng, cứ nghe hết 102 bài giảng của lần thứ nhất, lại nghe tiếp những bài giảng lần thứ hai, nghe hết lần thứ hai chưa có lần thứ ba, lại nghe lại lần thứ nhất, nghe đi nghe lại như vậy. Mỗi một lần giảng thứ nhất khoảng độ 3 đến 5 lần, được chục lần thì càng tốt. Chân thành điểm bạn nghe, nghe và cái gì ghi nhớ được thì ghi nhớ, cái gì hợp với gì với tâm của mình thì cố gắng ghi nhớ lấy để mà thực hành. Phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhà mình thì ghi nhớ lấy để mà thực hành. Nghe nhưng mà phải đọc tụng kinh nữa. Chứ nghe không mà không đọc tụng kinh thì cũng chỉ được có một nửa thôi. Nghe là phải đọc tụng, phải lễ Phật hàng ngày, phải biết làm thiện nữa, tạo thêm công đức phúc lành, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông, tùy duyên công đức phúc báo mình, tức là điều kiện kinh tế mình có đến đâu thì mình làm đến đó, có nhiều mình làm nhiều, có ít mình làm ít, miễn là mình cũng phải làm. Phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường đều phải làm hết đó. Làm chùa tô tượng đúc chuông, nhân duyên không chỉ mỗi chùa này mà bất cứ ngôi chùa nào họ làm, mà thấy ngôi chùa đó là ngôi chùa Hoằng Pháp, họ làm sư xây lên để Hoằng Pháp, để phổ độ chúng sinh ấy, thì chúng ta thì sẵn sàng là đem tâm để góp công góp sức, để cùng với các quý thầy để chúng ta xây chùa, tô tượng đúc chuông vân vân, làm công đức về phúc thiện đó, công đức vô lượng. Cho nên có niềm tin thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề trong cuộc sống. Đây, hôm pháp hội Vu Lan vừa rồi có Phật tử ở ngay xã Cổ Đông đây thôi, có viết một là cái lá thư cảm ơn, và Phật tử nó còn đem 60 cái hóa đơn thuốc, 60 cái hóa đơn thuốc mà Phật tử đi chữa bệnh trong vòng 6 năm đó. Đi các bệnh viện Sơn Tây có, bệnh viện quân đội có, bệnh viện đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai. Đây là 60 cái đơn thuốc của Phật tử, 60 đơn thuốc, 60 đơn thuốc của Phật tử chữa bệnh trong vòng 6 năm vì căn bệnh gì? Căn bệnh tự kỷ. Căn bệnh tự kỷ, đây là 60 đơn thuốc của Phật tử này. 60 đơn thuốc của Phật tử. Phật tử tên là Hà Thị Khuyên, dân tộc Kinh, nghề nghiệp về hưu, tức là chắc ngày xưa làm cán bộ công nhân viên chức nhà nước về hưu. Ở địa chỉ là thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đây ghi là bệnh chẩn đoán của bác sĩ này: rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Đó, tức là bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm 6 năm trời. Uống thuốc là, đây Phật tử chỉ mới mang sang là 60 cái đơn thuốc này thôi. Và Phật tử này sau khi có người khuyên bảo rằng á, nên sang chùa và nghe giảng kinh Địa Tạng. Phật tử này sang chùa một thời gian rồi nghe giảng kinh Địa Tạng và khởi được cái niềm tin chân chính, và thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về đọc tụng ở nhà. Và pháp hội thì Phật tử này cũng hay sang nữa, về nhà ngay chỗ thôn Đoàn Kết Cổ Đông, được gần ngay đây thôi. Và sau khi Phật tử này tụng được một thời gian thì căn bệnh tự nhiên mà khỏi, bây giờ không phải uống thuốc nữa, khỏe mạnh bình thường, đi lại bình thường như những người bình thường khác. Và pháp hội Vu Lan vừa rồi Phật tử này đem cái 60 cái đơn thuốc này với là có vài lời ở đây ra để viết đây, để ghi nghĩa là cảm ơn đây. Đấy, tôi đọc cho Phật tử này nghe và các Phật tử chúng ta cùng nghe. Phật tử này nói: Sơn Tây ngày 12 tháng 7 năm 2016, kính bạch thầy, nhân ngày lễ hội báo hiếu Vu Lan đông các Phật tử thế này, con có biết nói với thầy như thế nào được? Đây là Phật tử viết thế nào, tôi đọc nguyên văn như thế. Con tiếc rằng biết thầy muộn quá. Chưa muộn đâu, vẫn còn sớm đấy. Đến bây giờ cứ nhìn thấy thầy là con rất xúc động. Thầy là một lá bùa hộ mệnh của dân. Ghê chưa? Tôi bây giờ đã biến thành lá bùa rồi đấy. Con ốm và uống thuốc 6 năm của bệnh viện Bạch Mai mà không khỏi. Sau đó con quyết định đi chùa và được thầy hướng dẫn đọc kinh Địa Tạng và cúng dường Tam Bảo. Đến nay con đã được khỏi bệnh và thuốc của bệnh viện đã cắt được, tức là không phải uống thuốc nữa. Vậy con không biết nói gì với thầy được,
Con chúc thầy thân tâm khang minh. Chúc thầy thân tâm an khang thịnh vượng. Thân tâm lại còn an khang thịnh vượng đó. Chúc thầy thân tâm an khang thịnh vượng. Con sẽ hứa với thầy con là Phật tử, nhưng mãi mãi là con của thầy Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên. Lại viết rõ thế. Con hứa với thầy, con đọc kinh Địa Tạng hàng ngày và hướng cho các con, các cháu của con sẽ đi chùa để học Phật Pháp. Con của thầy Khuyên, Hà Thị Khuyên, ngã tư Lục Quân, nhà con đối diện cửa siêu thị Lục Quân. Đó, ai muốn tìm thì sang nhà đối diện cửa siêu thị Lục Quân. Đây này, viết nhà đối diện cửa siêu thị Lục Quân. Ai muốn tìm để hỏi thăm thì đến đó để hỏi cụ. Đó. Chúng ta xem. Bệnh hơn 6 năm, chữa nhiều bệnh viện không khỏi, đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện thì ghi chú là bệnh do rối loạn và thần kinh, và bị bệnh gì? Bệnh trầm cảm, hoặc là bệnh tự kỷ đó. Nhưng khi sang nghe chúng tôi giảng, khởi được cái niềm tin cung kính, làm một chút phúc thiện với cúng dường, chắc là cúng dường tôn tượng Địa Tạng đây. Vì nhà chùa đang phát động, đang xây dựng đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Trong lòng đại tượng thì có 10.000 pho tượng nhỏ, có mấy nghìn tôn tượng Địa Tạng và các vị Bồ Tát khác và chư Phật nữa, thành 10.000. Chắc là Phật tử thời gian qua và là biết cúng dường, chắc là cúng dường một pho tượng hoặc vài pho tượng gì đó. Không chỉ biết cúng dường mà đặc biệt là đọc tụng bộ kinh này hàng ngày ở nhà. Và một thời gian ngắn thì căn bệnh đó tự nhiên gì? Tự nhiên được khỏi. Đó. Thế cho nên đó, ở đây bảo là chúng ta có cái niềm tin vào Phật Pháp, có niềm tin vào lời Phật dạy ở trong kinh, thì chắc chắn rằng sẽ được lợi ích mà thôi. Chúng ta sẽ cầu được, ước thấy. Tất nhiên là cầu nguyện ở đây chúng tôi vẫn thường nói là cầu cái gì đó phải phù hợp với chính Pháp. Đừng có cầu làm tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng chi kiến ác của mình. Cầu cái gì nó phải lợi ích cho gì? Cho quốc gia, xã tắc, gia đình và xã hội. Xong mới nghĩ đến bản thân mình. Vì Phật Bồ Tát đó, học Phật thì chúng ta phải gì? Học cái cách là gì? Cái cách là nghĩ lo cho người trước mới lo cho mình á. Thì Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ gì? Sẽ gia hộ cho chúng ta mà thôi. Đó, cho nên đó, ở đây qua câu hỏi này thì qua cái minh chứng đó, không phải câu hỏi mà qua cái tôi dẫn cái gì, cái sự chứng minh, có một Phật tử hôm rồi đến dự pháp hội đưa câu hỏi, nhưng hôm rồi chúng tôi mệt bệnh duyên không trả lời được, cho nên nay thì mới đem cũng để là cái gì, để dẫn chứng để cho các Phật tử chúng ta thấy, nếu có lòng tin thì chúng ta cầu gì cũng được. Trong kinh nói là gì? Cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời thành Phật còn được cơ mà. Người vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là phàm phu nữa. Đã về ở nơi cõi này thì chúng ta là phàm phu tu tập, phàm phu niệm Phật. Nhưng vãng sinh về thế giới đó, về thế giới đó rồi á, không phải là phàm phu nữa. Hoa nở thấy Phật, tai nghe gì? Đức Phật thuyết pháp. Mắt nhìn thấy gì? Thấy Phật, tai nghe thuyết pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả vị vô sinh. Tức là lên hàng thất địa Bồ Tát. Nếu ở trong thế giới này chúng ta tu không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đại kiếp mới lên được hàng thất địa Bồ Tát. Nhưng vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, công đức thù thắng của Đức Phật A-di-đà và chư thánh chúng ở thế giới đó, ngay trong một kiếp chúng ta liền lên hàng gì? Lên hàng thất địa Bồ Tát, chứng được quả vị vô sinh, hay còn gọi là bất thoái chuyển Bồ Tát đó. Chứng được cái địa vị bất thoái chuyển đó thì chúng ta chắc chắn là gì? Một đời thành Phật, không bao giờ còn bị lưu chuyển trong lục đạo luân hồi nữa. Cho nên nói là tin vào Phật thì cái việc khó như vậy còn được, chứ huống chi là có cái việc cầu đảo bệnh hay là cầu cái này cái nọ vân vân, nó rất đơn giản thôi. Đoàn Phật tử này hỏi câu tiếp theo. Kính bạch thầy, đời chúng con kém phước nên không được xuất gia như các thầy. Chúng con muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào? Quý quá ha.
hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe một Phật tử bộc bạch rằng đời chúng con kém phước không được xuất gia như các thầy, và nay muốn cho gì, muốn hướng cho các con của mình đi xuất gia thì phải làm thế nào. Đem các cháu lên đây, đem các cháu lên đây để thầy xem nó có đủ phước để xuất gia không. Phải đủ phước mới xuất gia được, chứ không đủ phúc để xuất gia, nó vào chùa 5-3 năm nó lại hoàn tục, nó ra về thì còn khổ sở hơn. Lúc đó đời trả ra đời, đạo trả ra đạo á, thì lại còn gì, còn nhục hơn nữa. Cho nên Phật tử này đem cháu lên đây thầy xem. Thầy thì không phải là gì, là một người biết xem tướng, nhưng mà cũng đủ để có thể biết được cái người đó có thể xuất gia được hay không, và xuất gia có thể chọn đời tu hành được hay không, hay là chỉ được vài năm thì nó ra về. Mà vài năm mà nó tu tốt xong rồi thì nó ra về á, thì luật Đức Phật gì cũng cho phép, không sao. Nó gieo duyên với Phật vài năm mà nó ra về tốt thì cũng được. Đó. Những trường hợp đấy thì nó phải xem tùy theo. Phật tử này thôi, hôm nào cứ đưa cháu nó lên đây làm công quả, và để xem nó tự thích hay không. Nó mà không thích mà bố mẹ cứ bắt đi xuất gia cũng chẳng được. Không bù cho bây giờ gì, các bạn, một số các bạn sinh viên đi đến dự khóa tu các thứ thích xuất gia lắm. Thấy chư tăng ở trong chùa sống hòa hợp thanh tịnh, mọi người hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc. À. Thế cho nên về rất muốn xuất gia. Hở ra với bố mẹ mà cái bố mẹ bảo ta này nhá, tao cấm mày từ giờ trở đi mày không được đến chùa nhá, không được tụng kinh nhá, không được lễ Phật nhá, cấm nói gì tới Phật pháp bên tai tao nhá, và mày phải đi làm. Tới đây con gái thì đi lấy chồng, con trai thì phải đi lấy vợ, cấm chùa chiên gì nữa. Nhưng mà cho đến nay thì gặp một Phật tử hỏi rằng á, kém phước không được xuất gia, cho nên nay muốn cho con xuất gia, hỏi cách làm thế nào cho con xuất gia. Thì cái cách tốt nhất là cho các, trước hết cho các con nó thân cận với gì, với các thầy đã, tức là cho các con nó đến chùa gần gũi, làm công quả chấp tác. Nếu còn đi học thì vào những ngày nghỉ, những kỳ nghỉ hè chẳng hạn, hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, đưa con nó đến, nó thân cận, và sau này nếu nó có duyên thì tự nó thích đã mới được. Còn ép nó đi tu thì không được đâu. Ép ăn ép ngủ còn được, mà ép đi tu thì chắc chắn là gì, là sai rồi đấy. Cho nên đừng có ép nó đi tu, rồi nó vào chùa nó không tu, nó phá giới, nó làm loạn trong chùa thì khổ lắm đó. Mấy năm trước cũng có một trường hợp, thầy có một trường hợp, mấy trường hợp cơ, hai anh em ở trên bãi trại, nó còn bé bé, bố mẹ thì hiểu Phật pháp, cứ thế là ép hai đứa con trai đi tu. Nó nhất định nó không muốn đi, bố mẹ cứ nhất định ép đi. Thế nó xuống đây nó cũng bắt buộc nó phải đi, bảo bố mẹ ép là gì, chúng mày mà không đi tao ở nhà tao gì không cho mày đi học, bắt chúng mày gì gánh cái đôi rổ ra gì ra ngoài đường để đi hót cứt trâu, để gì để mà đi cày ruộng, mà không nhìn nhận chúng mày nữa. Cho nên ép nó như thế thì nói gì, nó bắt buộc nó phải xuống đây. Xuống đây nó đi học lớp, một đứa học lớp 3, một đứa học lớp 5. Các vị biết không? Năm trước năm sau một cái là gì? Nó phá bến trong chùa. Nó bỏ học. Nó gì? Nó vẫn ban ngày thì ban sáng ra, 6 giờ 7 giờ nó vẫn lên nó A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con đi học. Và con đi học đi. Thế mà gì được khoảng mấy tuần sau cô giáo vào gì? Đánh cái giấy vào nhà, vào chùa bảo á, xin thầy chủ trì là cho các cháu đi học. Tại sao đến thầy cho các cháu nó nghỉ đến 2 tuần nay rồi? Mình gỡ người ra bảo nó vẫn xin tôi đi học đều mà, nó vẫn cho nó đi học đều mà. Thế cô bảo không, 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế hóa ra tôi thì tôi mới cho Phật tử, gọi Phật tử sang. Thế Phật tử theo dõi xem hai cái chú này nó đi đâu. Các vị biết không? Sáng ra nó vẫn lên xin tôi là bạch thầy bố thí cho con đi học. Tôi bảo con đi học đi. Thế nó đi ra khỏi một cái, bắt đầu tôi gọi điện cho Phật tử đấy, nó đi khỏi rồi. Phật tử đi theo dõi xem đi làm cái gì mà 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế là thấy nó ra đến cửa trường một cái, bắt đầu gì, nó đứng ở đấy với các bạn một tí, bắt đầu nó quay xe nó đi gì, để quay lại và tạt xuống cái đường thôn Bống thôn đấy, bắt đầu nó đi sang bên xã Cổ Đông. Nó đi sâu lắm, Phật tử đi xa đi theo nó phải đến gì, đến 15 phút mới gì, cứ theo nó mà theo xa xa thôi. Mới thấy nó vào một cái ngõ rất là sâu, vào ngõ sâu thấy nó vào một cái gia đình, vào một cái nhà. Cái nhà đó vào tới một cái gì, cứ vào rồi đóng cửa. Phật tử đó đến thấy nó vào đấy một cái, về báo công an. Mấy chú công an xã, hai chú công an xã sang thì hóa ra gì, tại sao nó cứ vào đến đóng cửa đấy. Vào đấy về công an nó gõ cửa, nhờ cả công an xã Cổ Đông nó đến gõ cửa là gì. Khoảng độ hơn 20 đứa học sinh đang cái tuổi nó đóng cửa tín mít, là mỗi đứa một cái máy là gì, đang chiều bùm bùm ở trong đó. Làm gì? Đánh điện tử. Khổ cái thân thôi. Nuôi tiểu, mà tiểu nó còn nhỏ quá. Mình thì nhiều công việc, chùa chiền nhiều, không thể dạy được hết các chú ấy. Cho nên sáng nó lên nó xin là thầy cho con đi học. Học gì học?
học cái gì? Trốn xuống tận dưới xã cổ đông, vào tận trong ngõ, mà cái nhà đấy nó cũng tệ cơ. Mục đích của nó là gì? Là lôi kéo trẻ nhỏ, học sinh đấy đến để đánh điện tử. Bởi vì đánh điện tử nó vào một cái là nó đóng cửa kín mít, đóng cửa ngoài, đóng cửa trong, phải liên hệ với công an để đến mới gì, báo là gì, hai chú tiểu nhỏ của nhà chùa đi vào đó không biết làm cái gì, thì công an họ đến họ mới gì, mới bắt mở cửa. Mở ra thì có gì, trên cả 20 em, mỗi em một cái máy kích chiều chiều bùm bùm trong đó. Đấy, cho nên là nếu nó không muốn đi tu, nó không có duyên muốn đi tu á, thì cũng không ép được. Đấy, mà để ép ăn ép ngủ chứ ai ép được người đi tu là chỗ thế. Cho nên thôi, thì cái này cứ đưa lên để thầy xem như thế nào. Xin thầy giảng về việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối ý nghĩa như thế nào ạ? Việc hành trì địa tạng chiêm sát sám hối, cái này Pháp Sư Định Hoằng là đệ tử Thọ Pháp, không phải là đệ tử Thế Pháp xuất gia nhé, đệ tử Thọ Pháp của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Pháp Sư Định Hoằng sau khi được trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không cho y và một vị hòa thượng ở bên Hồng Kông cho xuất gia làm đệ tử của vị hòa thượng đó, và thọ pháp nơi trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, thì sau một thời gian tu học với Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Pháp Sư Định Hoằng là người gì, cực lực truyền bá cái phương pháp gọi là địa tạng chiêm sát sám hối này. Thì cái phương pháp địa tạng chiêm sát sám hối tôi cũng đã xem qua rồi. Tức là phương pháp gì? Trì tụng và đỉnh lễ danh hiệu của 88 vị Phật cũng như là các vị Bồ Tát ở trong đó. Phương pháp này cũng rất là tốt, cũng rất là tốt. Đây là cũng là chính pháp trong chính pháp của nhà Phật. Không, chúng ta không phải nghi ngờ. Nếu quý Phật tử ở đạo tràng nào mà chúng ta hành trì cái phương pháp địa tạng chiêm sát sám nghi này mà chúng ta thấy an lạc, thấy hoan hỷ, thì chúng ta cứ thực hành thôi, không sao. Vì là chính pháp thì đều có thể sử dụng được. Giống như chúng ta gì, đi vào nội đô, đi vào trung tâm thành phố Hà Nội, nếu ở từ phía Tây Hà Nội, chúng ta có thể đi theo đường gì, đi theo đường 32 đi xuống để vào thành phố Hà Nội, hoặc có thể chúng ta đi theo đường gì, đường Láng Hòa Lạc vào thành phố Hà Nội, hoặc có thể chúng ta đi xuống một chút, đi theo đường gì, đi theo đường từ Xuân Mai đi ra Chương Mỹ, rồi đi ra Ba La Bông Đỏ, và chúng ta đi vào Hà Đông cũng đi vào Hà Nội được. Hoặc chúng ta đi vòng một chút sang bên, sang bên qua cầu Vĩnh Thịnh, chúng ta sang bên Vĩnh Phúc, và chúng ta gì, đi xuống một chút vào Mạn Đông Anh Gia Lâm, chúng ta cũng gì, cũng vào Hà Nội được. Ở phía Đông, phía Tây và phía Nam cũng vậy, có rất nhiều để vào gì, vào thủ đô Hà Nội. Cho nên điều quan trọng nhất đối với chúng ta tu tập phương pháp nào mà thấy tâm chúng ta an, trí chúng ta khai mở, chứ là trí tuệ chúng ta khai mở, và tham sân si tập khí xấu ác gốc rễ đó ở trong gì, trong a lại gia thức chúng ta, trong tàng thức chúng ta, dần dần nó được gì, được tiêu trừ, nhường chỗ cho lòng từ bi hỷ xả. Ngu si thì nhường chỗ cho trí tuệ, nóng giận thì nhường chỗ cho từ bi. Sân giận tức là nóng giận đó. Tham lam thì nhường chỗ cho sự vị tha, bác ái, vân vân, gọi là hỷ xả đó. Vì vậy mà ở đây cái vấn đề mà tu tập này thì quan điểm của chúng tôi á thì có hơi khác với Hòa Thượng Tịnh Không một chút. Vì sao mà hơi khác? Chúng tôi vẫn lấy việc gì, niệm Phật cầu sinh tịnh độ là nền tảng, là căn bản, là cái đích đến cuối cùng. Nhưng chúng tôi không chủ trương là gì, nhất bộ kinh, nhất câu Phật hiệu. Vì sao? Vì nếu chúng tôi chủ trương nhất bộ kinh, tức là tụng kinh theo một bộ kinh Vô Lượng Thọ như Hòa Thượng Tịnh Không á, giảng á, thì ở Việt Nam chúng ta rất khó để thu phục lòng người, rất khó để nhiếp chúng, và đặc biệt là rất khó để có thể chúng ta yên tâm để hành đạo ở trong gì, trong đất nước Việt Nam này.
Vì chúng ta phải hiểu rằng mỗi quốc độ có một cái nền văn hóa, văn minh và những cái lối sống gì khác nhau. Khác nhau đi đến rất nhiều, khác nhau đến chúng ta không thể tưởng tượng được. Đó. Nhưng chúng ta biết là Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không mới cũng chỉ có hơn chục năm nay Ngài mới chuyên nhất một bộ kinh. Còn trước đó chúng ta biết thì Ngài cũng giảng và thực hành theo rất nhiều bộ kinh, kể cả kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và nhiều các kinh sách khác nữa. Và ngày trước Ngài giảng kinh Địa Tạng, kể cả bây giờ Ngài nói rằng bất cứ ở nơi đâu Ngài xây dựng đạo tràng, Ngài đều đem bộ kinh Địa Tạng để gì? Để thọ trì đọc tụng và giảng giải một lần khi Ngài xây bất cứ một đạo tràng ở nơi nào. Thì ít nhất Ngài cũng phải gì? Cho thọ trì đọc tụng và giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Để gì? Để an úy thổ địa, long thần ở nơi đó. Và để cầu sự gì? Gia hộ của các vị hộ pháp thiện thần, thần kỳ thổ địa chúa đất ở khu vực đó, ủng hộ cho việc gì? Việc hoằng pháp của Ngài ở khu vực đó. Đó. Chúng ta cứ xem lại cái bài giảng đầu tiên Ngài giảng về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta sẽ rõ điều đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng á, quan điểm của chúng tôi hơi khác với Hòa Thượng một chút, đó là không dùng một bộ kinh, một câu Phật hiệu duy nhất để hành đạo và hoằng pháp ở tại đất nước Việt Nam này, mà chúng tôi có thể dùng khá nhiều phương tiện. Ví dụ như là dùng hiện tại chúng tôi đang dùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Bồ Tát Thế Chí, danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để dẫn dắt cho gì? Cho hàng Phật tử, cho bà con nhân dân thiện nam tín nữ hành đạo. Và qua 2-3 năm vừa qua, có rất nhiều Phật tử và thiện nam tín nữ cũng như bà con nhân dân, họ thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, họ giải quyết được rất rất nhiều những gì, những mâu mắc, những khổ đau. Và những cái việc mà ở trên cuộc đời này họ thấy gì? Thấy là bế tắc. Thì khi đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, họ đều vượt qua được tất cả những cái đó. Và họ tin vào Phật. Họ vượt qua được thì họ liền tin vào Phật. Điều quan trọng là gì? Đức Phật nói với chúng sinh chúng ta, điều quan trọng là gì? Chúng sinh tin Phật. Một vị hành giả, một vị xuất gia, anh hoằng pháp nào gì, anh hoằng bộ kinh nào, đối với Đức Phật không quan trọng. Điều quan trọng là gì? Chúng sinh có thể nương vào bộ kinh đó mà hiểu Phật và tin Phật, và họ tu theo gì? Tu theo Phật. Và họ được gì? Được lợi ích do sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Bản thân họ được lợi ích, họ tin Phật. Đó là cái đích cuối cùng của chúng ta. Nay họ hiểu Phật, họ tin Phật và họ tu theo Phật, thì một ngày nào đó nhân duyên lành hội đủ, quả lành gì chín muồi, họ được gì? Được về với Phật. Đó là cái điều quan trọng số một đối với hành giả và đối với tăng ni Phật tử tu tập của chúng ta. Vì vậy mà Phật tử hỏi là về việc hành trì Địa Tạng chiêm sát sám hối hay là hành trì Địa Tạng chiêm sát sám nghi đó, cái đó đều tốt cả. Các Phật tử chúng ta nếu thấy hoan hỷ an lạc, chúng ta đều có thể thực hành. Nhưng còn đạo tràng chúng tôi bây giờ hiện tại, chúng tôi chỉ đang khuyến khích tăng ni Phật tử tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày ít nhất là được một quyển thượng, hoặc quyển trung hoặc quyển hạ. Còn nếu mà trọn vẹn đó, thì mỗi ngày được cả 3 quyển thượng trung hạ, tức là chọn một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng một ngày để gieo duyên với tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới. Đặc biệt là gì? Tri ân báo ân công đức sinh thành của ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, thác rồi thì sẽ sớm được thoát hóa đầu thai về cảnh giới nhân thiên, về cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật, về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, để được gì? Vĩnh viễn, sớm vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm viên mãn tốc chứng quả vị vô thượng Bồ Đề để rộng độ chúng sinh. Thì đó là chúng tôi hiện tại đang khuyên các Phật tử và tăng ni ở chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân và chùa Văn Lai, tất cả những ngôi chùa tôi trụ trì bây giờ, tôi phụ trách bây giờ đều thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng cả. Còn tất cả các pháp khác
có rất nhiều các pháp tu khác. Chúng tôi chỉ thẹn rằng mình không đủ trí tuệ, không đủ sức khỏe và không đủ công đức để mà gì mà giảng, cũng như là thọ chỉ đọc tụng được hết mà thôi. Vì kinh Phật đã gọi là kinh Phật thì kinh nào cũng quý, nhưng tùy theo căn bệnh của chúng sinh mà chúng ta gì bốc thuốc. Giống như người thầy thuốc giỏi ấy, thì phải tùy theo căn bệnh chúng sinh mà bốc thuốc. Thì chúng tôi thì chưa phải là một bác sĩ giỏi, nhưng mà cũng có thể là thấy bệnh chúng sinh, biết được thì nghĩ làm sao để bốc cho họ những cái gì, cái thuốc phù hợp nhất để cho họ nhanh khỏi bệnh nhất. Thì cho nên chúng tôi thì khuyên là đạo tràng chúng tôi là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Còn tất cả những pháp khác sau này chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và giảng dạy cũng như truyền bá trong thời gian tới sau. Còn một bạn ấy hỏi: A Di Đà Phật, con luôn bị phân tâm trong tất cả các việc mà con làm. Ngay trong không gian yên tĩnh của nhà chùa, con luôn bị nhiều suy nghĩ chi phối, không thể nhất tâm được. Con muốn xin thầy một lời khuyên làm thế nào để con có thể tĩnh tâm được ạ? Cái này thì bạn phải tập thôi. Bạn biết không, không có một đứa trẻ nào sinh ra mà gì từ loạt lòng mẹ ra mà tự mình bước đi, tự mình cầm thìa cầm đũa để gì, để xúc cơm hay để gì, để ăn cơm. Không thể có đứa trẻ nào mới sinh ra đã tự biết đi rót nước để lấy nước để uống đấy. Tất cả đều phải gì, có sự tập. Và có sự, đứa trẻ mới sinh ra chúng ta tập, cái tập đầu tiên là gì, là tập bú. Tập bú, rồi cái thứ hai là gì, là tập uống nước. Thứ ba là tập gì, tập bò. Rồi mới tập đứng, tập đầu tiên là tập lẫy đó. Tập lẫy xong đến mới tập bò, rồi mới lấy đến lò dò là gì, tập đi đó. Tập đi xong rồi lớn lên thì còn phải gì, tập ăn, tập nói, tập học, vân vân. Rồi tập sống, tập ứng xử. Cho nên tất cả mọi cái đều phải có sự gì? Có sự tập trung, có sự rèn luyện thì mới gì, mới thành tựu được. Và bạn nói rằng á, cái tâm của bạn á, rất là dao động, không yên tĩnh. Mặc dù đến cửa chùa là một nơi gì, bạn nói là mặc dù đến cửa chùa là một nơi gì, một nơi có thể là không gian yên tĩnh rồi, mà cái tâm của bạn này vẫn luôn luôn suy nghĩ và bị chi phối rất nhiều, không thể lắng tâm được. Thì cái này thì bạn xin là nên cho lời khuyên. Thì cái việc lời khuyên của thầy, cái việc đầu tiên bạn nên tập niệm Phật, tập thở. Thế nào là tập niệm Phật và tập thở? Tức là bạn hãy chú trọng hơi thở của bạn, hít vào thở ra nhẹ nhàng, bạn gì, bạn đếm 1, hít vào thở ra nhẹ nhàng bạn đếm 2, hít vào thở ra nhẹ nhàng bạn đếm 3, dần dần như vậy cho đến 10. Nếu mà quên lúc nào thì bạn gì, bạn bỏ đi, bạn lại đếm lại từ 1. Đây là cái phương pháp gọi là chế tâm nhất xứ, vạn sự bất biện ở trong gì, trong nhà Phật. Tức là trụ tâm vào một chỗ, vạn sự đều không có gì, không có để ý tới. Cho dù sét đánh bên tai, chúng ta cũng gì, không để ý tới. Nhưng mà tập được đến giai đoạn đó thì tất nhiên là phải gì, phải có công phu, phải có thời gian rèn luyện, khổ luyện thì mới gì, mới đạt được cảnh giới đó. Nhưng mà bước đầu thì bạn cứ gì, cứ tập là ngồi cho thật ngay thẳng. Những vì ngồi ghế như thế này được, để ngồi ngay thẳng như thế này được. Và bạn gì, hơi khép mắt lại một chút, bạn gì thở. Đầu tiên bạn có thể hít vào thở ra khoảng 3 đến 5 hơi thật sâu. Hít vào thật sâu, cảm giác thấy cái hơi thở nó đi để qua hai lỗ mũi, lên trên, trán đi xem xuống gáy và trụ ở nơi đan điền. Tức là ở dưới rốn, ban dưới rốn mình khoảng 3 đốt ngón tay nằm như thế này. Đó là nơi đan điền, trụ hơi ở đó. Và khi thở ra bạn cũng nhẹ nhẹ như vậy. Đó. Đó, hít như thế này. Thở ra nhẹ nhẹ nhé. Khi thở ra thì hít vào thì bạn khép môi, hít vào bằng mũi, thở ra thì nhẹ nhẹ, hơi hơi nhích cái hai cái môi ra và thở ra bằng gì, bằng môi, cái hơi thở qua hai kẽ chân răng trên và dưới và ra bằng môi nhẹ như thế này. Đó, như vậy là hít vào và thở ra, và bạn thì hít vào thở ra
đếm 1, hít vào thở ra, đếm 2, khoảng độ 3 hoặc 5 hơi sâu như vậy, bắt đầu bạn thở bình thường, thở rất bình thường. Hơi bạn ngắn thì bạn thở ngắn, hơi bạn dài thì bạn thở dài, đừng có cố. Nếu bạn cố quá thì có thể thấy nhau đói, đau nhói ở nơi lồng ngực, tức là nơi tim của mình này. Tức là mình cố quá nó sẽ đau nhói nơi tim mình này. Khi nơi đó, khi đó mình phải dùng tâm để buông thư xuống, tức là thở cho nhẹ nhàng. Đừng có cố hít sâu quá, cũng đừng có cố gì, hít nhanh, hít nhẹ, hít nhanh quá. Cứ để cho nó tự nhiên. Đó. Mà thân thì ngồi thẳng lưng lên một chút, kể cả ngồi dưới ghế cũng thẳng lưng lên như vậy. Đó. Thì như vậy thở. Đấy là một phương pháp gì? Quán niệm hơi thở để buộc cái tâm viên ý mã của mình lại. Tâm viên ý mã thì Đức Phật nói là tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Tâm của bạn bây giờ giống như con khỉ, truyền thích chạy nhảy lung tung từ cảnh này sang cảnh khác. Thì nay phải dùng cái dây để buộc nó lại. Nó chạy thì chạy mệt nhoài rồi thì dần dần nó gì? Nó thấy à, hóa ra mình cái chạy nhảy hoài như vậy chỉ có mệt, cuối cùng chẳng làm được cái gì cả. Thôi chẳng chi chẳng bằng gì thì ngoan ngồi lại một chỗ cho đỡ mệt. Đó. Người ta dạy khỉ, dạy con khỉ biết làm xiếc. Dạy con khỉ gì? Đang thích chạy nhảy lung tung ở trên gì? Ở trên rừng, ở trên núi. Người ta bắt được nó, người ta về người ta gì? Dạy cách như vậy. Đầu tiên là gì? Buộc nó, lấy cái dây buộc nó vào một cái gốc cây hay một cái cột gì, vân vân một chỗ nào đó, cho nó chỉ chạy nhảy chán đi, chạy nhảy mệt rồi một cái thì bắt đầu thì không thể nhảy được nữa, mới đem thức ăn cho nó. Cứ dần dần như vậy. Lúc đầu thì nó gì? Đem thức ăn nó còn sợ nó lại nhảy tiếp, nhưng mà vì đói quá lại sang ăn. Lần sau cứ dần dần quen quen rồi á, từ cái chỗ gì? À, hóa ra người ta mang thức ăn cho mình chứ không phải người ta chỉ muốn giết mình. Cho nên á, dần dần á, cái người dạy thú nó sẽ gì? Sẽ tùy theo phương tiện mà dạy con khỉ đó, từ một cái con khỉ hoang không biết nghe lời, suốt ngày chạy nhảy không mấy giờ nó ở yên một chỗ, nhưng nay thì nó có thể làm xiếc gì? Theo gì? Theo sự điều hành của ông chủ nó. Đấy thì chúng ta điều tâm, Phật dạy chúng ta điều tâm mình. Phật dạy chúng ta quán tâm mình và làm chủ tâm mình cũng tương tự như vậy. Bắt đầu là từ hơi thở. Tức là gì? Giống như khi một cái người lấy cái dây để buộc con khỉ lại. Và đến giai đoạn thứ hai, bạn có thể kết hợp giữa hơi thở và niệm gì? Niệm Phật. Hoặc là niệm danh hiệu Bồ Tát, tùy theo bạn thích. Nhưng mà thường á, thì mình niệm Phật thì sẽ thuần hơn. Ví dụ như hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, hít vào thở ra niệm A, hít vào thở ra niệm Di, hít vào thở ra niệm Đà, hít vào thở ra niệm Phật. Như vậy là vừa có công đức niệm Phật, vừa có công đức gì? Có công đức là trụ tâm ở trong gì? An định ở trong gì? Trong câu Phật hiệu. Đây là một phương pháp khiến cho gì? Mình trụ được tâm ở trong chính mình, khiến cho dần dần á, tâm của bạn không bị lăng xăng chạy nhảy hết chỗ này sang chỗ khác nữa. Mà khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ được hạnh phúc hơn, bình thản hơn, bình an hơn. Và trí tuệ của bạn cũng sẽ gì? Sẽ thấy phát triển hơn. Vì Đức Phật nói gì? Tâm định thì trí tuệ sẽ gì? Sẽ sinh ra. Vạn pháp đều do tâm. Vì sao chúng ta học mãi mà nó chẳng vào? Vì tâm loạn vậy. Nay tâm định, bạn có thể gì? Trước đây bạn học một cái bài đề thi có thể là mất 3 tiếng đồng hồ mới thuộc. Do sao? Do tâm không an định. Nhưng nay tâm bạn an định chỉ cần 10-15 phút bạn thuộc một đề thi của bạn. Đấy là cái kết quả, cái lợi ích của việc gì? An tâm. Lợi ích của việc gì? Định tâm đem lại cống hiến cho gì? Cho chúng sinh ở trên nhân gian này vậy. Vì vậy mà Phật Pháp mới trường tồn trên 2.500 năm nay. Người đời vẫn tin, người đời vẫn gì? Vẫn sử dụng. Và chắc chắn rằng lời dạy của Đức Phật không bao giờ lỗi thời, cho dù khoa học có phát triển đến đâu. Vì Phật Pháp là thầy của tất cả các môn khoa học vậy. Bạch Thầy, A-di-đà Phật, con chào Thầy. Thưa Thầy, con muốn hỏi rằng là mình đi xem bói có thể tin 100% không ạ? Bởi vì con thấy một số điều rất là khó có khả năng xảy ra. Về nhiều thứ Thầy bói nói, con nghĩ là con sẽ không làm như vậy trong tương lai ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Ở đây các bạn, chúng ta biết rằng cái việc đi xem bói thì vốn ở trong đạo Phật là Đức Phật không chấp nhận cái việc đồng bóng bói toán.
Trong đạo Phật của chúng ta thì Đức Phật cho việc đó là việc gì? Ngoại đạo, gọi là tà đạo, đi theo tà đạo, theo tà đạo. Cho nên cái việc mà bói toán ở đây, Đức Phật nói vì sao gọi nó là tà đạo? Vì Đức Phật trong kinh cũng như các tổ giải thích trong luận, đấy là các linh quỷ. Các linh quỷ, nếu mà một ông thầy bói mà nói chuẩn, càng chuẩn bao nhiêu thì cái linh quỷ đó, tức là cái vị quỷ thần mượn cái xác của cái cô đồng hoặc là thầy đồng đó, thì lại càng gì, càng lớn. Cho nên nếu mà chúng ta mà đi theo thì chúng ta biết rằng Đức Khổng Tử trong khi Ngài còn tại thế, Ngài nói là kính quỷ thần nhi viễn chi. Ngài dạy là đối với Ngài, quỷ thần Ngài vẫn cung kính, vẫn tôn trọng, nhưng mà gì, phải xa rời họ. Ngài cũng dạy các đệ tử của Ngài là gì? Kính trọng quỷ thần nhưng phải xa rời họ, đừng có ở gần họ. Vì gần họ có khi cái họa sát thân lúc nào không biết. Cho nên Ngài mới dạy các đệ tử của mình là kính quỷ thần nhi viễn chi. Vì vậy ở trường hợp này, một bạn sinh viên hỏi rằng đi xem bói có thể tin được 100% không? Thì tôi xin trả lời rằng là không thể. Không thể, chúng ta không thể tin ma quỷ nói 100% được. Chắc chắn là không thể tin ma quỷ nói 100% được. Vì chúng ta biết rằng ở trong cái thế giới vô hình, các loài quỷ thần họ còn chẳng làm chủ được bản thân của họ, thì làm sao mà lời họ nói ra chúng ta có thể tin theo 100% mà được lợi ích, được an lạc được. Vậy thì chúng ta có thể tin ai 100% ở trên đời này? Tin Đức Phật. Vì sao lại tin Đức Phật? Vì sao lại tin Đức Phật 100%? Vì sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Ngài có 6 loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, thúc mệnh thông, và đặc biệt là lậu tận thông. Mà lậu tận thông chỉ có Phật với Phật mới chứng được. Hàng Bồ Tát, Bổ Sứ như Quán Âm, Thế Chí, Di Lặc, Phổ Hiền, Văn Thù, vân vân cũng chưa chứng viên mãn được. Có chứng nhưng mà chưa viên mãn. Cho nên đối với tất cả những lời Phật mà nói ra được các đệ tử là ghi lại ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận của Phật giáo, chúng ta đều có thể tin tưởng một cách tuyệt đối. Vì lời dạy đó là lời dạy của bậc đấy, là đi trên con đường giác ngộ, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Cho nên những lời dạy của các ngài là những lời dạy thực tiễn, đã kinh qua sự tu hành, trải qua gì? Trải qua hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp của các ngài. Vì tất cả chúng sinh mà hành Bồ Tát đạo, vì tất cả chúng sinh mà tu hành, nay thành Phật rồi thì lời dạy của ngài là cũng vì tất cả chúng sinh mà muốn độ thoát, hướng cho chúng sinh đến con đường giải thoát giác ngộ, chứ không có muốn cho chúng sinh đi vào con đường gì, con đường mê mờ trầm luân sinh tử luân hồi khổ đau cả. Thế còn các bà đồng bà cốt thì thường thường chúng ta đi xem bói, các cụ ngày xưa nói đi bói Rama, quét nhà ra rác. Đã đi bói là có vấn đề. Ai đi bói thì bà đồng bà cốt cũng nói là có ma có quỷ. Rồi người thì bảo là phải trình đồng mở phủ, người thì bảo rằng là phải làm một cái lễ tiễn căn cầu an, người thì bảo rằng phải làm cái lễ trả nợ tào quan, người thì bảo cái lễ là gì, phải trả nợ âm tiền duyên di căn hoán số, hoặc là vân vân. Có rất nhiều những cái cách để cho người ta bảo mình phải làm lễ, phải thế này thế khác. Nhưng mà mỗi khi làm lễ như vậy thì tất cả các thầy đồng bóng đều bảo chúng ta phải sát sinh, hại vật, tức là giết gà, mua thịt để cúng bái quỷ thần thì mới được quỷ thần bảo hộ cho gia đình và bản thân của chúng ta thì mới được an lạc. Nhưng đối với Đức Phật nói là khi mà cúng bái quỷ thần bằng xương máu của chúng sinh như vậy, tức là phải sát sinh hại vật như vậy để lấy cái đồ đó để cúng bái quỷ thần, thì chúng ta sẽ bị tổn phúc.
Kinh Địa Tạng nói là, Kinh Địa Tạng nói rõ rồi, người mà gì sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần thì không có một chút phúc nào, lại còn ngược lại là còn gì, còn rước họa vào thân đó. Cho nên đối với Phật tử này, bạn sinh viên này hỏi là lời xem bói, đi xem bói, cái lời xem bói có nên tin 100% không? Thầy khẳng định với bạn này là không nên tin 100%, mà hãy tin vào chính mình 100% thì sẽ tốt hơn. Mà mình cảm thấy mình chưa đủ trí tuệ, chưa đủ đạo hạnh để tin vào mình 100% thì hãy tin Đức Phật 100%. Vì trên đời này chỉ có Đức Phật mới là đấng gì toàn năng, toàn giác, toàn trí, toàn tài. Ngài mới là bậc minh sư, giác ngộ, dẫn dắt cho chúng ta trên bước đường học Phật, trên bước đường cầu đạo giải thoát, trên bước đường tu nhân tích đức, trên bước đường làm chủ chính bản thân mình. Thì có lời chia sẻ về câu hỏi của... Chuyển sang một câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ tư. Có một Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, con đã tụng kinh Địa Tạng được hơn một năm, và mỗi tháng con tham dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng trên chùa được một hoặc hai lần vì con phải đi làm ạ. Hàng ngày con vẫn hay nghe các bài giảng của thầy. Thầy ơi, sao khi đọc kinh tâm con vẫn còn nhiều vọng tưởng, có khi còn khởi lên ý không tin vào lời kinh? Những lúc đó con thường sám hối ngay, nhưng sao mãi không hết? Bây giờ con phải làm gì ạ? Kính bạch thầy chỉ giáo cho con. Con thành tâm cảm ơn thầy ạ. Phật tử hỏi rằng là đã tụng kinh Địa Tạng hơn một năm rồi, hàng tháng, mỗi tháng vẫn hay lên chùa dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng một hoặc hai lần vì còn đang phải đi công tác, hàng ngày là hay nghe lời thầy giảng nữa, nhưng mà sao, tại sao Phật tử thắc mắc là tại sao khi đọc kinh hay khởi lên vọng tưởng, có khi lại còn khởi lên ý nghĩ là không tin vào kinh? Vì sao vọng tưởng? Vì tâm còn tham cầu nhiều quá cho nên vọng tưởng. Có gì đâu, buông xuống một chút, bớt đi một tí. Cái tâm tham cầu các pháp của thế gian, tài sắc danh thực thùy á, thì tâm vọng tưởng đó sẽ dần dần không cánh mà bay thôi. Tại còn bon chen quá, lúc nào cũng bon chen. Cái tâm chúng sinh á, ở trong chúng ta nó quá mạnh, mà cái tâm học Phật đó thì quá yếu. Mặc dù đã học Phật, gặp Phật rồi, học Phật rồi, nghe pháp rồi, nhưng mà cái tâm gì, tâm Phật, tâm học Phật chúng ta quá yếu, mà tâm chúng sinh của chúng ta thì quá mạnh. Thế nào là tâm chúng sinh? Tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ, quá quá lấy lừng, đó gọi là tâm gì? Tâm chúng sinh. Từ bi hỷ xả, đó là tâm gì? Tâm của Phật. Đó là tâm gì? Tâm của người học Phật phải hướng tới. Nhưng mà mình chưa làm được điều đó, cho nên vọng tưởng còn nhiều. Vì sao mà khi tụng kinh còn khởi lên cái ý nghĩ là gì? Không tin vào kinh. Vì có thể là gì? Do nghe quá, nghe pháp quá nhiều, đọc sách Phật quá nhiều. Khi mà mình chưa thể nào mà gọi là, như con nói, như ở ngoài đời gọi là chưa thể tiêu hóa được hết những cái gì, những thức ăn của mình. Nay nghe thầy này giảng, mai đọc sách kia, cho nên á, cái tâm nghi ngờ, nghi pháp á, nó hay sinh ra. Vì chúng ta biết là trong Phật pháp có đến 84.000 pháp môn tu. Phật có gì? Có vô lượng phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Nay chúng ta cũng có thể nghe rất nhiều các vị sư giảng, nhưng mà chúng ta nghe chúng ta phải gì? Phải tiêu được. Giống như người ăn cơm vào thì phải gì? Phải tiêu được. Nếu không tiêu được thì sẽ gì? Ứ bụng và nổ bụng và chết thôi, sinh bệnh mới chết thôi. Chứ không phải là cứ ăn nhiều là tốt đâu. Ăn nhiều quá khi bội thực cũng chết. Công đức phúc báo của chúng ta còn mỏng manh á, chưa tiêu được Phật pháp á. Nay nghe thầy này giảng, mai nghe thầy kia giảng, hoặc nay đọc sách này, mai đọc sách kia, thì khiến cho tâm chúng ta đã vọng rồi lại còn càng thêm động nữa. Vọng là sao? Vọng tức là
nay nó ở chỗ này, mai nó ở chỗ khác, thậm chí mới phút này nó ở chỗ này, phút kia nó ở chỗ khác. Đó gọi là vọng, hay còn gọi là động. Giống như con khỉ truyền thì hết cành này sang cành khác. Trong kinh Phật gọi là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Đó. Cho nên cái trường hợp này, nếu Phật tử này mà nghe nhiều thầy giảng quá, mình chưa đủ công đức phúc báo, chưa đủ trí tuệ để thẩm thấu hết những lời giảng của các quý thầy, thì tốt nhất là gì? Chỉ nên nghe một thầy giảng. Theo quan điểm của Pháp Sư Tịnh Không là gì? Chỉ nên nghe một thầy giảng. Nghe bao giờ mình hiểu, mình có niềm tin vững vàng ở trong gì? Trong Phật Pháp đã. Thì khi đó mình mới nghe các thầy khác giảng. Khi chúng ta có niềm tin vững vàng trong Phật Pháp, mình sinh trí tuệ rồi á, sinh công đức rồi á, thì nghe vô lượng các vị Pháp Sư giảng, chúng ta cũng không có một chút chướng ngại. Như tôi bây giờ các vị bảo gì? Bảo tất cả các vị Pháp Sư ở thế gian này giảng, tôi đều có thể tiếp thu được hết. Và tôi không có nghi ngờ bất cứ một thầy nào. Thầy nào giảng hay tôi cũng hoan hỷ, mà giảng không hay tôi gì, tôi vẫn nghe được, và thậm chí là vẫn sinh tâm hoan hỷ như thường được. Đó. Còn ngày xưa tôi cũng như các quý vị vậy, khi mới học đạo, mới vào chùa, nghe thầy nào giảng mà không hay tôi liền chê ngay. Thậm chí tôi cãi lại thầy ngay trên bục giảng. Thầy đứng trên bục giảng, tôi đứng ở dưới, tôi cãi tay đôi với thầy ngay. Đó là khi tôi còn là học sinh, mới vào cửa Phật, đang học trên ghế nhà trường, manh động như thế. Vì cái gì? Vì cũng chưa thấu được Pháp vậy. Nhưng bây giờ thì qua một thời gian rèn tâm rũa tính, lấy chính Pháp của Đức Phật đó để nuôi lớn căn lành của mình đó, thì nó dần dần thấy nó tương ưng gần với gì? Với người học đạo mà Phật Tổ dạy hơn. Cho nên đó, bây giờ có thể gì? Nghe tất cả các vị Pháp Sư trên thế giới này gì? Giảng đạo Phật, hoặc là giảng bất cứ về mà tôn giáo nào, tôi vẫn đều có thể ngồi để yên lặng để lắng nghe họ nói được, không có nghi ngờ, không có phân biệt. Có nghĩa là chúng ta không khởi tâm là gì ghét những người giảng dở, mà không khởi tâm là gì yêu thích những người gì giảng hay. Người ta giảng hay, người ta giảng dở, mình đều có thể dùng cái tâm bình đẳng để mà nghe họ. Chúng ta nghe để chất lọc, và cái gì học được thì chúng ta học, còn không học được thì chúng ta cứ cho nó trôi qua đi như là gì, như nước đổ lá khoai ấy. Đó. Những nhạn bay qua gì, qua bầu trời ấy. Như thế, học Phật phải như thế thì chúng ta mới gì, mới không khởi cái tâm nghi ngờ vào gì, vào lời dạy của Đức Phật. Nếu không chưa được như vậy mà chúng ta nghe hết thầy này giảng đến thầy kia giảng, ví dụ vừa qua có các cháu nó đem cái đĩa lên nó hỏi tôi, có Phật tử đem cái đĩa lên hỏi tôi, bảo bạch thầy, Thượng tọa Thích Nhật Từ có giảng một cái đĩa nói rằng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, và nói chung là tất cả các bộ kinh Đại thừa Phật giáo đều không phải là do lời Phật nói, mà đều do gì, các tổ sư của Trung Quốc nói, và không đáng tin, và khuyến cáo mọi người bây giờ phải nên gì, nên quay về chính pháp của Phật, đó là nên tin vào các bộ kinh gì, các bộ kinh Nguyên Thủy Phật giáo. Chứ còn các bộ kinh Đại thừa Phật giáo toàn là những lời do các tổ sư của Ấn Độ và tổ sư của Trung Quốc tự bịa ra. Mà thậm chí là có Phật tử còn đem gì, mấy cái bài giảng của Hòa Thượng Thích Thông Lạc đến nói với tôi rằng là đấy, Hòa Thượng nói cũng nói là gì, tất cả các kinh điển của Phật giáo Đại thừa đều là ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Ma giả Phật, sau khi Phật nhập Niết Bàn 500 năm sau mới có kinh điển Đại thừa. Vậy đồng nghĩa là gì? Tất cả kinh điển Đại thừa đều là kinh gì? Do ma nói. Ma dựa vào gì? Các vị sư giả, giả là đệ tử của Phật để nói, chứ không phải là gì, là Phật nói. Đó. Và ông ấy chốt lại là, ông vị hòa thượng đó là chốt lại là gì? Tất cả các kinh điển Đại thừa đều là gì? Do ma nói. Những người tu theo Phật giáo Đại thừa đều là gì? Con của đại ác ma. Và các Phật tử hỏi tôi, theo thầy thì Hòa Thượng Thích Thông Lạc nói như vậy có đúng không? Tôi cười, tôi bảo đúng hay không thì tôi không dám nói là đúng hay không đúng. Nhưng Phật tử cứ xem đi, xem cái quyển sách của thầy Thông Lạc, thầy viết ra. Thầy bảo tất cả những người tu theo Đại thừa đều là gì? Đều là ma. Vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập gì? Là do các hệ phái Phật giáo, do mấy chục bộ hệ phái Phật giáo, các sơn môn và các tổ đình ngày xưa
gọi là các hệ phái. Thì có hệ phái thì nói chung thì nói lớn thì chỉ có hai thôi, đó là Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa. Nói chung thì các cụ chia như thế, nhưng thực tế nói đúng là Phật giáo gì? Phật giáo Nguyên thủy. À. Hay nói đúng hơn là phải Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Nam Tông là khi Đức Phật nhập Niết Bàn sau một thời gian đó, thì Phật giáo Ấn Độ chia thành hai nhánh. Đó là một là đi về hướng Bắc của Ấn, Bắc Ấn Độ thì gọi là Phật giáo Bắc Tông. Còn một hướng đi về phía Nam của Ấn. Phía Nam của Ấn thì là những nước gì? Như Sri Lanka, sau này là Thái Lan, Lào, Campuchia. Đó. Phật giáo đi các nước đó gọi là Phật giáo đi Nam Ấn, gọi là Nam truyền Phật giáo, hay còn gọi là Nam Tông Phật giáo, hay là sau này họ còn gọi là Phật giáo Tiểu thừa. Vì Phật giáo đi về các nước đó xuống Nam Ấn đó sẽ chỉ y vào các bộ kinh, năm bộ kinh Nikaya mà thôi. Cho nên đấy gọi là Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo Đại, Phật giáo Nguyên thủy, hay còn gọi là Phật giáo Tiểu thừa. Còn Phật giáo đi về Bắc Ấn thì sau này sẽ truyền sang gì? Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, rồi Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, vân vân. Đó, sau này thì nó sẽ truyền càng rộng ra như thế. Thế đấy gọi là Phật giáo gì? Phật giáo Đại chúng bộ. Bên kia Nam Ấn thì gọi là Phật giáo Thượng tọa bộ, còn bên này là Phật giáo Đại chúng bộ. Hay còn gọi là Phật giáo gì? Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo gì? Đại thừa. Đó. Thì bây giờ Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam chiếm đến trên 70% là gì? Là Phật giáo Đại thừa. Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại bây giờ chiếm đến trên 70% là Phật giáo Đại thừa. Cho dù Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông hay Khất Sĩ hay Nguyên thủy Phật giáo Việt Nam đều chung vào một ngôi nhà chung, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và thầy Thông Lạc, thầy trong thời gian khi thầy còn sống, thầy mất rồi, thầy mất năm 2013, 12, 13, 13 rồi. Và thầy ấy cực lực lên án chỉ trích, nói rằng Phật tu, người tu theo Phật giáo Đại thừa là gì? Là ma đầu, là quan của ma, là những đại ma đầu. Vậy bây giờ thầy hỏi, vậy những cái quyển sách của thầy viết ra, thầy lại lấy cái tiêu đề là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tu viện chân không, trưởng lão Thích Thông Lạc. Ông bảo người ta là ma đầu thì tại làm sao ông còn lấy cái tiêu đề ở ghi trong kinh sách, kinh luận của ông là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy là cái giờ thứ nhất. Cái giờ thứ hai, ông ấy chê là những người tu theo Bắc Tông đều là ma đầu. Vậy cái y ông mặc ở trên thân cũng là y gì? Cũng là y của Phật giáo gì? Phật giáo Bắc Tông. Ấy các vị cứ để ý đi. Cái áo của ông mặc hàng ngày là cái áo nâu đó, cũng là cái áo gì? Áo của Phật giáo gì? Bắc Tông. Ông ấy chê người ta là đại ma đầu. Vậy gì? Y ông mặc ở trên thân cũng là gì? Đang mặc y của đại ma đầu đó. Cái áo ông mặc hàng ngày cũng là gì? Cái áo của ông mặc của gì? Của đại ma đầu đó. Rồi thậm chí là gì? Cái tiêu đề của quyển kinh, quyển luận ông ấy viết ra gì? Cũng là lấy tiêu đề của gì? Của nhóm đại ma đầu đó. Tôi chỉ mới lấy một cái hai cái ví dụ nhỏ như vậy. Phật tử chúng ta có trí tuệ, chúng ta tự suy luận, tự hiểu thôi. Còn nếu chúng ta không có trí tuệ á, chúng ta cứ chấp thủ vào á, phải là gì, tu theo năm bộ kinh Nguyên thủy Phật giáo mới là chính Phật giáo, còn á, ngoài ra đều là tà đạo hết, đều là giả danh Phật giáo hết á. Như lời của Thượng tọa Thích Nhật Từ và lời của trưởng lão, cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thông Lạc nói, và một số các vị pháp sư, các vị thiền sư theo Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Nam Tông nói á, thì tôi cũng bó tay. Phật cũng bó tay, chứ đừng nói là tôi bó tay, không thể giải thích được cho các quý vị. Mà cũng không thể nào mà có tài gì mà khiến cho các quý vị nghe chúng tôi nói được đâu. Cho nên á, ở đây gọi là chấp pháp. Chấp pháp thì khó bỏ lắm. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là thà chấp gì? Chấp có như núi Tu Di. Để mà tu á, thì vị này còn có lợi lạc. Còn hơn là vị gì? Vị này chấp pháp không thể bỏ được ở trong lòng đó. Mà vị chấp pháp thì không thể độ được họ, không thể độ được họ. Cho nên ở cái này, Phật tử này, chúng tôi nói là Phật tử này, vì khi tụng kinh ấy, trong lòng còn ấy khởi lên gì, cái tâm là gì, không tin vào lời kinh dạy, có nguyên do của nó, có nguyên do của nó. Vì là chúng ta gì,
Chúng ta nghe một vài người ở đâu đó nói rằng kinh Đại Thừa là không phải Phật nói, cho nên chúng ta gì? Chúng ta mới không tin vào nó. Còn chúng ta khởi niềm tin đó, thì xin thưa các quý vị, chúng ta thì chả cần đọc kinh, chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu một vu vơ của không phải một vị Bồ Tát nào đó nhất định, nhưng chúng ta cả ngày chúng ta cứ niệm, có thể gì? Tâm chúng ta thì không tán loạn, do không tán loạn cho nên gì? Được chính định sinh thì đương nhiên được giác ngộ. Mà giác ngộ ở đó thì trong kinh Phật gọi là gì? Gọi là duyên giác. Những người giác ngộ như thế gọi là duyên giác. Cho nên trong kinh Đức Phật nói có những người mà sinh vào những thời không có Phật tại thế, những vị đó chán cái cảnh xô bồ tham cầu danh lợi ở thế gian, vị đó lên gì, ẩn cư trên núi, nhìn dòng nước chảy ngộ được cái gì, cái lý vô thường, thì vị đó thì chứng được quả gọi là quả gì, quả duyên giác. Xong rồi ở một mình cho đến cũng chẳng muốn độ ai, vì nghĩ rằng chúng sinh ở thế gian đã tham sân si khó độ lắm, cho nên vị đó ẩn cư trên núi và nhập niết bàn, ở một mình như vậy tự tu tự giải thoát và tự nhập niết bàn. Cho nên đó, họ còn gọi những vị đó là gì, trong kinh Phật gọi những vị đó là chứng quả vị độc giác đó, những quả vị độc giác do nhìn gì, nước chảy lá rụng mà ngộ được gì, ngộ được tâm, ngộ được đạo, và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho thế gian, tự nhập niết bàn. Những vị đó gọi là những vị độc giác, tức là thích ở một mình sau khi giác ngộ, và cũng nhập niết bàn một mình sau khi giác ngộ đó. Cho nên ở đây Phật tử này nói thì mỗi khi khởi cái tâm là vọng tưởng và không tin vào lời kinh như vậy liền là sám hối ngay, nhưng sao mãi không hết. Sám hối ở đây là sám thế nào, vì sao sám mãi không hết? Vì sám là phải sám thực, sám ở trong gì, trong tâm mình này thì nó mới hết. Còn sám mà cứ khơi khơi ở bên ngoài thì làm sao mà hết được. Sám xong hôm sau lại đã gọi là sám. Ví dụ nguyên nhân nó từ đâu mà chúng ta không tin lời Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng chúng ta đang tụng này? Vì có thể là trước đây chúng ta nghe gì, nghe thêm một bài pháp của một thầy nào nó nói là kinh gì, tất cả kinh Đại Thừa, trong đó kinh Địa Tạng không phải do Phật nói, do ma nói. Nay nhưng vì nhân duyên nào đó các vị lên đây gặp chúng tôi, nghe được kinh Địa Tạng, gặp được đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh và đông người tin theo, đông người thọ chỉ, đông người đọc tụng, và đông nhiều người được gì, được lợi ích ở trong đó rồi, cho nên Phật tử cũng về tu theo. Nhưng mà thì niềm tin chưa vững, cho nên là còn khởi cái tâm vào một lúc nào đó. Thì đã như thế rồi thì thôi, từ giờ trở đi không nghe những cái bài giảng của các vị thầy khác nữa trong một thời gian. Tôi không phải là suốt đời, mà tôi nói trong một thời gian. Khi tâm chúng ta chưa an định thì không nghe một ai giảng nữa. Chỉ nghe chúng tôi giảng với kinh Địa Tạng thôi 3 năm. Chỉ nghe chúng tôi giảng kinh Địa Tạng 3 năm, nghe đi nghe lại 3 năm. Và tụng bộ kinh này tụng đi tụng lại 3 năm. Mỗi ngày được một bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ thì càng tốt. Không thì được gì, được quyển thượng hoặc quyển trung thôi cũng được. Nhưng mà 3 năm hành chỉ chuyên như vậy, không học một bộ kinh nào khác, không nghe một thầy nào khác giảng, và không tụng một bộ kinh nào khác, cứ bộ kinh nào này như vậy phát nguyện tụng 3 năm. Tôi đảm bảo rằng mọi cái nỗi nghi của Phật tử này chắc chắn sẽ hết. Không còn một chút nghi ngờ nào vào bộ kinh này nữa. Và kể cả vọng tưởng của vị này trong khi tụng kinh gì cũng dần tiêu, thậm chí là cũng hết sạch. Nếu như 3 năm chân chính học Phật, chân chính nghe giảng kinh Địa Tạng và chân chính đọc kinh Địa Tạng, thì 3 năm vọng tưởng cũng dần dần hết. Và đặc biệt là gì, niềm tin vào bộ kinh Địa Tạng này nói riêng và các kinh điển Đại Thừa sẽ gì, sẽ vững chắc như là núi Tu Di vậy, sẽ vững chắc như là một chiếc chuông lớn gì úp xuống dưới đất vậy. Rất khó để có thể một người, vài người có thể lật lên bằng tay không được vậy. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng á, phải làm như thế nào để cho gì? Cho khi tụng kinh không bị vọng tưởng và không khởi cái niềm nghi hối vào kinh khi đọc tụng kinh nữa. Tôi nói rằng tôi đưa ra, chốt lại đưa một cái lời khuyên cho Phật tử này. 3 năm chỉ nghe chúng tôi giảng về kinh Địa Tạng, không nghe một ai khác giảng về kinh gì cả, không nghe bất cứ một bài kinh nào khác ngoài kinh Địa Tạng, cứ nghe hết 102 bài giảng của lần thứ nhất, lại nghe tiếp những bài giảng lần thứ hai, nghe hết lần thứ hai chưa có lần thứ ba, lại nghe lại lần thứ nhất,
nghe đi nghe lại như vậy, mỗi một lần giảng thứ nhất khoảng độ 3 đến 5 lần, được chục lần thì càng tốt. Chân thành để mà nghe, nghe và cái gì ghi nhớ được thì ghi nhớ, cái gì hợp với gì với tâm của mình thì cố gắng ghi nhớ lấy để mà thực hành. Phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhà mình ấy, thì ghi nhớ lấy để mà thực hành. Nghe nhưng mà phải đọc tụng kinh nữa. Chứ nghe không mà không đọc tụng kinh ấy, thì cũng chỉ được có một nửa thôi. Nghe là phải đọc tụng, phải lễ Phật hàng ngày, phải biết làm thiện nữa, tạo thêm công đức phúc lành, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông, tùy duyên công đức phúc báo mình, tức là điều kiện kinh tế mình có đến đâu thì mình làm đến đó, có nhiều mình làm nhiều, có ít mình làm ít, miễn là mình cũng phải làm. Phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường đều phải làm hết đó. Làm chùa tô tượng đúc chuông, nhân duyên không chỉ mỗi chùa này mà bất cứ ngôi chùa nào họ làm, mà thấy ngôi chùa đó là ngôi chùa Hoằng Pháp, họ làm sơ xây lên để Hoằng Pháp, để phổ độ chúng sinh ấy, thì chúng ta thì sẵn sàng là đem tâm để góp công góp sức, để cùng với các quý thầy để chúng ta xây chùa, tô tượng đúc chuông, vân vân, làm công đức việc phúc thiện đó, công đức vô lượng. Cho nên có niềm tin thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề trong cuộc sống. Đây, hôm pháp hội Vu Lan vừa rồi có Phật tử ở ngay xã Cổ Đông đây thôi, có viết một là cái lá thư cảm ơn, và Phật tử nó còn đem 60 cái hóa đơn thuốc, 60 cái hóa đơn thuốc mà Phật tử đi chữa bệnh trong vòng 6 năm đó. Đi các bệnh viện Sơn Tây có, bệnh viện quân đội có, bệnh viện đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai. Đây là 60 cái đơn thuốc của Phật tử, 60 đơn thuốc, 60 đơn thuốc của Phật tử chữa bệnh trong vòng 6 năm vì căn bệnh gì? Căn bệnh tự kỷ. Căn bệnh tự kỷ, đây, đây là 60 đơn thuốc của Phật tử này. 60 đơn thuốc Phật tử. Phật tử tên là Hà Thị Khuyên, dân tộc Kinh, nghề nghiệp về hưu, tức là chắc ngày xưa làm cán bộ công nhân viên chức nhà nước về hưu. Ở địa chỉ là thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đây ghi là bệnh chẩn đoán của bác sĩ này: rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Đó, tức là bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm 6 năm trời. Uống thuốc là, đây Phật tử chỉ mới mang sang là 60 cái đơn thuốc này thôi. Và Phật tử này sau khi có người khuyên bảo rằng á, nên sang chùa và nghe giảng kinh Địa Tạng. Phật tử này sang chùa một thời gian rồi nghe giảng kinh Địa Tạng và khởi được cái niềm tin chân chính, và thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về đọc tụng ở nhà. Và pháp hội thì Phật tử này cũng hay sang nữa, về nhà ngay chỗ thôn Đoàn Kết Cổ Đông, được gần ngay đây thôi. Và sau khi Phật tử này tụng được một thời gian thì căn bệnh tự nhiên mà khỏi, bây giờ không phải uống thuốc nữa, khỏe mạnh bình thường, đi lại bình thường như những người bình thường khác. Và pháp hội Vu Lan vừa rồi Phật tử này đem cái 60 cái đơn thuốc này, với là có vài lời ở đây ra để viết đây, để ghi nghĩa là cảm ơn đây. Đấy, tôi đọc cho Phật tử này nghe và các Phật tử chúng ta cùng nghe. Phật tử này nói: Sơn Tây ngày 12 tháng 7 năm 2016, kính bạch thầy, nhân ngày lễ hội báo hiếu Vu Lan đông các Phật tử thế này, con có biết nói với thầy như thế nào được? Đây là Phật tử viết thế nào, tôi đọc nguyên văn như thế. Con tiếc rằng biết thầy muộn quá. Chưa muộn đâu, vẫn còn sớm đấy. Đến bây giờ cứ nhìn thấy thầy là con rất xúc động. Thầy là một lá bùa hộ mệnh của dân. Ghê chưa? Tôi bây giờ đã biến thành lá bùa rồi đấy. Con ốm và uống thuốc 6 năm của bệnh viện Bạch Mai mà không khỏi. Sau đó con quyết định đi chùa và được thầy hướng dẫn đọc kinh Địa Tạng và cúng dường Tam Bảo. Đến nay con đã được khỏi bệnh và thuốc của bệnh viện đã cắt được, tức là không phải uống thuốc nữa. Vậy con không biết nói gì với thầy được. Con chúc thầy thân tâm khang minh. Chúc thầy thân tâm an khang thịnh vượng. Thân tâm lại còn an khang thịnh vượng nữa. Chúc thầy thân tâm an khang thịnh vượng. Con sẽ hứa với thầy con là Phật tử, nhưng mãi mãi là con của thầy Thịnh
trụ trì chùa Khai Nguyên, là viết rõ thế. Con hứa với thầy, con đọc kinh Địa Tạng hàng ngày và hướng cho các con, các cháu của con sẽ đi chùa để học Phật Pháp. Con của thầy khuyên, Hà Thị Khuyên, ngã tư Lục Quân, nhà con đối diện cửa siêu thị Lục Quân. Đó, ai muốn tìm thì sang nhà đối diện cửa siêu thị Lục Quân. Đây này, viết nhà đối diện cửa siêu thị Lục Quân. À, ai muốn tìm thì hỏi, thăm thì đến đó để hỏi cụ. Đó. Chúng ta xem. Bệnh hơn 6 năm, chữa nhiều bệnh viện không khỏi, đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện thì ghi chú là bệnh do rối loạn và thần kinh, và bị bệnh gì? Bệnh trầm cảm, hoặc là bệnh tự kỷ đó. Nhưng khi sang nghe chúng tôi giảng, khởi được cái niềm tin cung kính, làm một chút phúc thiện với cúng dường, chắc là cúng dường tôn tượng Địa Tạng đây. Vì nhà chùa đang phát động, đang xây dựng đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Trong lòng đại tượng thì có 10.000 pho tượng nhỏ, có mấy nghìn tôn tượng Địa Tạng và các vị Bồ Tát khác và chư Phật nữa, thành 10.000. Chắc là Phật tử thời gian qua bảo là biết cúng dường, chắc là cúng dường một pho tượng hoặc vài pho tượng gì đó. Không chỉ biết cúng dường mà đặc biệt là đọc tụng bộ kinh này hàng ngày ở nhà. Và một thời gian ngắn thì căn bệnh đó tự nhiên gì? Tự nhiên được khỏi. Đó. Thế cho nên đó, ở đây bảo là chúng ta có cái niềm tin vào Phật Pháp, có niềm tin vào lời Phật dạy ở trong kinh, thì chắc chắn rằng sẽ được lợi ích mà thôi. Chúng ta sẽ cầu được, ước thấy. Tất nhiên là cầu nguyện ở đây chúng tôi vẫn thường nói là cầu cái gì đó phải phù hợp với chính Pháp. Đừng có cầu làm tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng chi kiến ác của mình. Cầu cái gì nó phải lợi ích cho gì? Cho quốc gia, xã tắc, gia đình và xã hội, xong mới nghĩ đến bản thân mình. Vì Phật Bồ Tát đó, học Phật thì chúng ta phải gì? Học cái cách là gì? Cái cách là nghĩ lo cho người trước mới lo cho mình nhé. Thì Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ gì? Sẽ gia hộ cho chúng ta mà thôi. Đó, cho nên đó, ở đây qua câu hỏi này thì qua cái minh chứng đó, không phải là câu hỏi mà qua cái tôi dẫn cái gì, cái sự chứng minh, có một Phật tử hôm rồi đến dự pháp hội đưa câu hỏi, nhưng hôm rồi chúng tôi mệt bệnh duyên không trả lời được, cho nên nay thì mới đem cũng để là cái gì, để dẫn chứng để cho các Phật tử chúng ta thấy, nếu có lòng tin thì chúng ta cầu gì cũng được. Trong kinh nói là gì? Cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời thành Phật còn được cơ mà. Đó. Người vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là phàm phu nữa. Đã về ở nơi cõi này thì chúng ta là phàm phu tu tập, phàm phu niệm Phật. Nhưng vãng sinh về thế giới đó, về thế giới đó rồi á, không phải là phàm phu nữa. Hoa nở thấy Phật, tai nghe gì? Đức Phật thuyết pháp, mắt nhìn thấy gì? Thấy Phật, tai nghe thuyết pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả vị vô sinh. Tức là lên hàng thất địa Bồ Tát. Nếu ở trong thế giới này chúng ta tu không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đại kiếp mới lên được hàng thất địa Bồ Tát, nhưng vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, công đức thù thắng của Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng ở thế giới đó, ngay trong một kiếp chúng ta liền lên hàng gì? Lên hàng thất địa Bồ Tát, chứng được quả vị vô sinh, hay còn gọi là bất thoái chuyển Bồ Tát đó. Chứng được cái địa vị bất thoái chuyển đó thì chúng ta chắc chắn là gì? Một đời thành Phật, không bao giờ còn bị lưu chuyển trong lục đạo luân hồi nữa. Cho nên nói là tin vào Phật thì cái việc khó như vậy còn được, chứ huống chi là có cái việc cầu đảo bệnh hay là cầu cái này cái nọ. Cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.